Cười Vàng năm thứ 19 hân hạnh giới thiệu Tết Vạn Lộc 2024, chủ đề Tình Xuân.
cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, và xin chào mừng quý vị đến với chương trình Tết Vạn Lộc 2024. Và thưa quý vị, nhân dịp năm mới, thay mặt cho tất cả anh chị em nghệ sĩ, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, và hơn tất cả xin kính chúc quý vị luôn bình an trong đời sống và bình an trong tâm hồn. Kính thưa quý vị, và năm nay là năm thứ 19, chương trình Tết Vạn Lộc được phục vụ quý vị khán giả. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đến đây với chúng tôi hôm nay. Có thể nói thời gian trôi qua quá nhanh, một năm dường như chớp mắt là hết. Và trong một năm có những niềm vui, có những nỗi buồn, có những câu chuyện chúng ta nhớ mãi, cũng có những câu chuyện chúng ta chỉ muốn quên đi. Nhưng dù muốn quên hay muốn nhớ thì thời gian vẫn vậy, vẫn cứ trôi. Và chúng tôi chỉ mong muốn chúng ta hãy tạm biệt một năm cũ, bỏ hết mọi thứ lại để cùng nhau hân hoan chào đón một năm mới, mang đến cho quý vị những khúc tình xuân và những câu chuyện thật vui, để chúng ta cùng đón một năm mới trong hân hoan niềm vui và những tiếng cười hạnh phúc. Và thưa quý vị, chương trình Tết Vạn Lộc năm 2024 với chủ đề tình xuân đã được mở màn với một màn quan họ cổ. Thưa quý vị, tất cả chúng ta, ai là người Việt Nam thì đều trân quý những giá trị văn hóa truyền thống, và quan họ đã làm nên một miền văn hóa, hơn thế nữa đã làm nên nét đẹp của văn hóa Việt Nam qua ngàn năm lịch sử. Thưa quý vị, và trong Tết Vạn Lộc, chúng ta sẽ cùng nhau vừa trở về những năm tháng xa xưa, nhưng cũng vừa cảm nhận những không khí của một mùa xuân mới, một mùa xuân hiện đại. Và để có thể có Tết Vạn Lộc gửi tới quý vị khán giả của muôn phương, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã luôn luôn đồng hành cùng với Tết Vạn Lộc trong suốt những năm qua. Tết Vạn Lộc 2024 xin chân thành cảm ơn Thạch Giao Câu Long Hải, Cụm Công nghiệp 1, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, Toàn cầu Luxury 442 Bà Trưng, Hà Nội, Phao Chỉ PU Singroup, thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định, Nước Xúc Miệng Sờ Mát A, 98 Thị Phương, Từ Liêm, Hà Nội, Hệ thống Vườn Tùng Toàn CP số 2 Võ Chi Công, Hà Nội đã đồng hành cùng chương trình. Và tiếp theo, chúng ta sẽ được thưởng thức các tiết mục ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao với sự trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Ôi khói bay trên sông, gà đang gáy chưa bên sông, một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giặt dịu mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Rồi giặt dịu mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về,
mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng thôi hôm nay mây mờ. Rồi giặt dìu mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời em ơi. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Rồi giặt dìu mùa xuân theo em về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng thôi hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một sự kết hợp ăn ý nhất, nhận được nhiều sự yêu cầu nhất từ phía quý vị khán thính giả kể từ mùa Tết Vạn Lộc năm ngoái. Với ca khúc Hương Tóc Mạ Non đã trình bày rất thành công qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền cùng với Mr. Vườn Râu, thì ngày hôm nay một lần nữa họ sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu với một tác phẩm của nhạc sĩ Vinh Sử, Qua Ngõ Nhà Em. Mời quý vị cùng thưởng thức. Anh vẫn đi về qua ngõ nhà em, chân bước ngập ngừng đầy vơi nỗi niềm. Thương thầm ai ở bên hiên, tóc thề muốn xóa vai mềm, em vốn dòng ra dấu ngoan hiền. Anh vẫn đi về con ngõ tình yêu, chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thư tình tha thiết bao nhiêu, muốn gửi ai ấy một điều, e chối bỏ thêm khổ đau nhiều. Tìm bao câu nói êm đềm, mong đôi mặt xin tỏ em tường. Đến khi gặp nhau chưa nói nên câu, nhịp tim như trống liên hồi,
không dám dừng chân bước vội vàng. Anh vẫn đi về con ngõ hoàng hôn, cô bác họ hàng mừng em lấy chồng. Anh giờ qua ngõ như không, nghe đàn bò nổ trong lòng tan vỡ mộng theo lễ tơ. Có những chiều rơi ngập nắng vàng, đi về xóm nhỏ gió miết mang, qua nhà em gái cùng khu phố liếc mắt nhìn sang bước vội vàng. Anh vẫn đi về con ngõ tình yêu, chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thư tình tha thiết bao nhiêu, muốn gửi ai ấy một điều, e chối bỏ thêm khổ đau nhiều. Nhớ nhung từng đêm ăn ngủ không yên, tìm bao câu nói êm đềm, mong đôi mặt xin tỏ em thương. Đến khi gặp nhau chưa nói nên câu, nhịp tim như trống liên hồi, không dám dừng chân bước vội vàng. Anh vẫn đi về con ngõ hoàng hôn, cô bác họ hàng mừng em lấy chồng. Anh giờ qua ngõ như không, nghe đàn bom nổ trong lòng tan vỡ mộng theo lễ tơ. Anh giờ qua ngõ như không, nghe đàn bom nổ trong lòng tan vỡ mộng theo lễ tơ. Thưa quý vị, một trong những bài xuân ca đã được trình bày bởi rất nhiều thế hệ ca sĩ Việt Nam, và mùa xuân nào chúng ta cũng nghe lại với tất cả niềm xao xuyến bồi hồi. Đó là ca khúc Anh cho em mùa xuân của nhạc sĩ Nguyễn Hiền và thi sĩ Kim Tuấn. Thưa quý vị, mùng 5 Tết, một ngày năm nào, nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã nhận được tập thơ, và ở trong đó có bài thơ Nụ hoa vàng ngày xuân của nhạc sĩ Kim Tuấn. Mùng năm Tết, hương xuân chưa nhạt, không khí Tết chưa tan, và người nhạc sĩ đã ngồi vào bàn và phổ nhạc cho bài thơ của thi sĩ Kim Tuấn chỉ trong vòng 30 phút. Bài hát đã được phát hành ngay sau đó và được yêu thương biết bao nhiêu năm qua. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh kính mời quý vị cùng xao xuyến một lần nữa với những giai điệu và ca từ của Anh cho em mùa xuân với tiếng hát của nữ danh ca Hương Lan. Đông nào nhung nhớ đường
lao sao lá đầy, chân bước mòn vỉa phố, mắt buồn viên ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng, trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mây mùa. Ngoài đê diều căng gió, thoảng có đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếc dừa. Con sông dài mây nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Mùa xuân trẻ nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Mẹ gầy có lúa, đồng ta xanh mây mùa. Ngoài đê diều căng gió, thoảng có đôi lứa. Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếc dừa. Con sông dài mây nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân trẻ nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân, anh cho em mùa xuân, anh cho em mùa xuân nhạc thả tràn muôn lối. Thưa quý vị, cái tên Mai Quốc Huy đã không còn xa lạ với đông đảo khán giả Việt Nam, dù ở hải ngoại hay trong nước, bởi vì mỗi một lời anh hát là những tâm sự, là những yêu thương gửi về quê nhà, là những đau đớn nhớ thương gửi về cha mẹ. Và bây giờ, trên sân khấu của Tết Vạn Lộc năm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ nghe những tâm sự vừa là riêng tư nhưng vừa mang tính cách có thể đại diện cho nỗi lòng của bất cứ một người Việt Nam nào. Mùa xuân tha phương của Mai Quốc Huy sẽ do chính tác giả trình bày.
Mẹ ơi xuân này con vắng nhà mẹ ơi. Mùa xuân tha phương thương nhớ mẹ thật nhiều. Chén trà dĩa mứt ai bưng, bánh chưng còn để lại cho ai. Bao đêm dài thao thức ngóng trông, đào mai khoe nở ngập đường bốn xa. Mùa xuân Cali lân pháo cũng rộn ràng. Sao lòng vẫn thấy nao nao, bánh chưng còn để lại cho con. Con muốn về bên mẹ mẹ ơi. Mùa xuân ta phương tình thương xa khuất dặm trường. Nhớ về quê hương tuổi thơ đón xuân nồng ấm. Cùng nhau chúc xuân bà con đi chúc từng nhà. Chúc bà chúc ông chúc bạn bè một mùa xuân vui. Mẹ ơi con về bên mẹ mùa xuân sau. Mùa xuân năm sau đón Tết cùng mẹ hiền. Chén trà dĩa mứt ai bưng, bánh chưng còn để lại cho con. Con sẽ về bên mẹ mẹ ơi. Xin quý vị lì xì cho Huy một cặp vỗ tay. Bài hát Huy sáng tác khi mà Huy qua Cali để mẹ ở Việt Nam, một cảm xúc không đầy tình mẹ là thật thiêng liêng. Đào mai khoe nở ngập đường bốn xa. Mùa xuân Cali lân pháo cũng rộn ràng. Sao lòng vẫn thấy nao nao, bánh chưng còn để lại cho con. Con muốn về bên mẹ mẹ ơi. Mùa xuân ta phương tình thương xa khuất dặm trường. Nhớ về quê hương tuổi thơ đón xuân nồng ấm. Cùng nhau chúc xuân bà con đi chúc từng nhà. Chúc bà chúc ông chúc bạn bè một mùa xuân vui. Mẹ ơi con về bên mẹ mùa xuân sau. Mùa xuân năm sau đón Tết cùng mẹ hiền. Chén trà dĩa mứt ai bưng, bánh chưng còn để lại cho con. Con sẽ về bên mẹ mẹ ơi. Chén trà dĩa mứt ai bưng, bánh chưng còn để lại cho con. Con sẽ về bên mẹ mẹ ơi. Thưa quý vị, tiếng cười luôn là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Và những vở hài kịch luôn là đặc sản của công ty Nụ Cười Vàng cùng mỗi mùa Tết Vạn Lộc. Ngay bây giờ, Bạch Công Khanh xin mời chúng ta cùng đến với một tiểu phẩm, một vở hài kịch phản ánh rất chân thực
hiện trạng kinh doanh trong thời buổi ngày nay, khi mà lòng tin của người tiêu dùng bị lợi dụng để một số thành phần dựa vào đó để trục lợi. Với những tình huống dở khóc, dở cười sẽ có trong tiểu phẩm Tiếp thị cao cấp với sự tham gia của danh hài Chiến Thắng, danh hài Thanh Tú cùng với Mr. Vượng Ra. Ấm lên thì hà. Ôi trời ơi, ôi U, Tết con đã đập vào mặt con rồi mà U cứ đủng đỉnh như thế à? U ra nhanh đây, con giận tí rồi con còn đi Tết rồi. Nó đập vào mặt chị chứ nó đập vào mặt tối đâu mà phải vội phải vàng. Kìa U, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quang phải nhau. Không có cháo thì có ráo, ngồi đây nói chuyện cho nhau vui lòng. Ôi trời ơi, con đang vội ngồi nào được. U ơi, U ra đây con dặn. Dặn chị? Cơ mà khổ quá cơ. Bao nhiêu quần áo thì U không mặc. U mặc cái bộ này làm con trống hết cả mặt cơ. Áo trống mặt. Sáng thì U mặc màu hồng, trưa thì U thêm màu vàng, tối U thêm màu đỏ. Chả hiểu đêm U còn mặc màu gì nữa. Này, bộ ní là cái bộ nhẹ nhàng nhất trong bộ sưu tập màu của tôi đó. Thôi được rồi, con đang vội, con đang vội. Bây giờ con dặn đây này. Dặn cái gì? Con đi bây giờ là U phải khóa ngay cửa cho con vào. Sao phải khóa cửa? Ôi trời ơi, tháng này là tháng củ mật, U ơi. Không cẩn thận là nó vào đây nó lừa đảo rồi nó khuân hết đồ đạc cho mình đi. Ăn nói buồn cười. Từ ngày tôi ra tôi ở vì ăn chị đã mất cái trí mô. Dạ. Còn mỗi mất có nghẹt hạt và hai cái tủ lạnh thôi. Vâng, mỗi con nghẹt hạt với hai tủ lạnh thôi ạ. Ô, nhớ lời con dặn chưa? Không. Dặn làm sao? Dặn lại. Con đi bây giờ là U đóng cửa luôn vào cho con. Đóng cửa. Không cho người lạ nào vào nhà. Đúng, cho người lạ vào nhà. Vâng, U nhớ chưa? Nhớ. Đấy, lúc nào U cũng nói là U nhớ, xong cuối cùng... Mà nhiều khi nhá, chị là con rấu mà tôi tương chị là mẹ chồng tối đấy. U, sao U lại nói thế à? Cái gì cũng dặn, biết hết rồi, không phải dặn. Đấy, lúc nào U cũng đổ tiếng oang cho con, rồi lúc là chồng con lại mắng con đi ạ. Tôi nhớ nhá. Nhớ rồi. Con đi nhá. Đi. Con đi một tí con về thôi. Con xin phép U ạ. Té tường, té tường. Con rấu mà này cứ té tường. Được, chủ đề là cái nhà này mà thấy đây là việc ai luôn. Giờ chị đi văn, nhà cửa thênh thang hoang mang mình tôi. Giao cho tôi cái chức coi nhà, quyền tôi quyết, tôi cho ai vô đây thì vô. Ngày chị còn lơ ngơ về làm dâu, từng bước tôi chăm nom bảo ban. Nay sang trang đổi ngôi tầm cao với cách sống quý tầm. Cô ơi cô con dâu nhà tôi, mãi dâu thôi không thay trai được đâu. Quên đi đòi chỉ huy hay lãnh đạo cái nhà này. Sẽ có những lúc tôi cho cô biết rằng già mõ nhưng tôi luôn luôn làm chỉ huy. Con trai tôi hay cô và ai luôn dưới tay tôi chăm nom dạy khôn và bảo ban. Chính khổ công việc tôi đòi dân à. Chạy ai đừng chạy cái con này. Chào bác. Bồ lão nào. Em chào cô. À, nào nhỉ. Anh chào chị. À, thôi. Cậu bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là chị? 5.2. 5.2 là bao nhiêu? Là 52. 52 tuổi, biết tôi bao nhiêu tuổi chưa? Dạ. Đoán thử xem bao tuổi. Trẻ quá. Biết tuổi chưa? 7.5. 7.5. Không tin, con không tin. Không tin 7.5.
Thì đoán tôi bao nhiêu tuổi? Bác bảo bác 75 đúng không? 75 tuổi đấy. 74 thôi. Con trẻ lắm. 74 và 75 khác chi nhau? Ồ khác chứ. Một giờ nó đã khác, một giây nó đã khác, một tháng nó khác, bây giờ cả một năm nó phải khác chứ. Ui giời, già mệt quá. Nè, dạ. Câu vô đấy có chuyện chi? Câu không đọc cái giày, tôi thông báo ở ngoài cửa, không cho bất cứ ai người là vô nhà. Bác bố. Đến tiếp thị đúng không? Cầm nghiêng cả tiếp thị vô nhà tôi. Nhưng mà bác phải thông cảm, đây là tiếp thị tầm cao. Bác có thông báo là tiếp thị tầm cao không được vào đâu. Bác chỉ cầm tiếp thị thôi. Vâng, ngồi ngồi đây, bác ngồi đây. Bác ngồi vào đây. Nhà tối kê tôi. À, bác ngồi làm sao? Trời ơi, bác đẹp quá, xinh gái quá. Lào, đừng ra đây. À, đấy, đấy, dạ. Đừng ra đấy. Đừng có tư tưởng định lại máy bay nhá. Nhiều đối tượng gà gấm. Thấy con cha này đẹp, lúc đầu thì có đứa là cứ làm cố, làm chì, xong định lái cả cố cả chì. Con làm sao mà lái được, làm gì có bằng. Này, con nhìn bác rồi con đoán được hết đấy. Đoán được hết à? Con xem được tử vi cho bác luôn đấy. Mỹ lại xem được cả tử vi. Vâng. Xem một què. Xem thử. Bác ra đây, bác đứng đây. Đứng đây. À. Để con xem này. Xem đây. Ừ, được đấy. Được không? Được. Ổn không? Ổn, quá ổn. Vực ngay. Gì ạ? Đừng thấy tôi một mình ở nhà là đừng rờ cho biển thải nhá. Ôi, bác cũng coi. Đưa cái kia kìa vào. Bác sợ quá. Bác cứ bình tĩnh. Bẻ đôi quả dứa này ra, trẻ cho ta một lá số tự vi. Bác là bé thì nhỏ, lớn thì to. Không ăn thì đói, ăn vào thì no. Đi học dốt hơn cây giàu. Nhà có cái cổng quay ra đằng ngò, có con chó cắn ra đằng mồm. Đúng nhận sai cãi. Đúng 100%. Đúng ạ. Đúng. Vâng. Thì tóm lại là ngoài tử vi còn việc chi? Dạ, con biết nhiều thứ nữa. Biết nhiều dạ, thứ. Dạ, cho phép con bây giờ được gọi bác bằng em, gọi bác bằng mẹ, được không? Mời gặp mặt là định gọi bằng mẹ. Con thấy quý. Có mưu đồ gì? Không có mưu đồ đừng gì. Đừng bảng chi ở đây. Dạ là như thế này. Dạ nhân dịp sắp Tết, bọn chúng con là có trách nhiệm mang hàng về cho người già. Ấy. Mang hàng về mang người già. Những cái đồ gia dụng cho người già dùng. Và cái đầu tiên con xin giới thiệu với mẹ. Đấy. Dạ. Cái trí. Đây là cái nồi cơm điện. Nồi cơm điện nhà tôi có thiếu trí. Con biết là nồi cơm điện là không thiếu. Nhưng cái này nó cực quý luôn. Quý như thế nào? Cái này nhá. Anh giới thiệu quá tôi nghe. Nó ở bển mang về. Ở bển là nước ngoài. Ở bển nước ngoài đấy. Hai cái container mới chở được nó về đây. Ấy. Hai cái container chở một cái nồi cơm điện về. Nó quý cho nên nó phải chở bằng hai cái container. Đây. Đây à. Cái nồi này quý à? Dạ vâng. Tức là từ nước ngoài trở về. Dạ. Thì cái công dụng nó có hơn cái nồi mà bình thường mình vẫn dùng không? Nó hơn nhiều chứ. Giới thiệu luôn. Dạ thưa mà, cái nồi này nếu như không cắm cơm không chín. Đấy, cắm rồi cơm sẽ chín. Đấy, không cắm cơm này không chín. Nếu không cắm điện không bao giờ chín. Dạ. Cái ni là giống cái nồi. Hơi giống cái nồi tao vẫn dùng này. Đúng. Thế nè, nhìn đẹp à, hẳn dạ. Là đẹp à. Dạ. Cái này nhìn chặt chặn nè. Dạ. Nhưng mà chặt là cái này cáo tiền làm hơi. Không, tiền nóng không thành vấn đề. Miếng là nồi đã được về bên ta. Dạ. Quan trọng là tôi thấy hình thức này có hoa hoẹt là đẹp lắm. Hợp màu. Dạ, được dán tem dán mạc kỳ càng luôn. Sáu nồi nước ngoài để có tem tiếng Việt. Bởi vì dùng cho người già thì ít người biết tiếng Anh cho nên con để phụ đề tiếng Việt. Dạ đấy. Dạ, để dễ đọc. Tóm lại cái nồi ní báo nhiêu tiền? Dạ,
Giá cả không thành vấn đề, miễn là nồi đã được về bến U. Tôi vẫn muốn hỏi cụ thể, nếu thiệt ra tôi còn mua. Dạ, ở ngoài thị trường tôi nội thì nó là 25-30 triệu, còn riêng mà con lấy 2,5 triệu. Dương triệu hài dạ. Là 2,5 triệu. Dạ. Cái này có vẻ ổn đó. Dạ. Nhưng mà tiếp thì bây giờ rất nhiều thằng là lão tuẹt điêu toa, cứ lừa người già. Tôi cứ để đây xem đã. Mà cứ yên tâm, tưởng là tôi thịt là tôi mua luôn, không nghe già cả tiếng thế đâu. Dạ. Mà cứ yên tâm. Riêng con mà bán đồ thì cứ yên tâm. Dạ. Con phấn khởi quá, sắp có tiền rồi. Cái kia cái chi đó? Dạ. Dạ, cái này con không bán. Không bán hả? Dạ. Sao lại không bán, nó là cái chi? Dạ. Mà ra đây. Nó là cái chi? Mà có thấy không khí thời tiết thế nào? Rất là lành. Mùa đông trời rét xuống vòi. Đấy, bật cái máy sưởi là vòi lòi ra. Đấy, dù ở Tây hay ở Bắc, nếu không bật máy sưởi chết tá bác liền. Dạ. Tức là nó là máy sưởi. Nó là máy sưởi. Thế thì bọc ra rời thiều. Rời thiều luôn, bọc ra rời thiều. Dạ, cứ bình tĩnh ạ. Mà cứ bình tĩnh. Trước khi mà được con giải thích về cái máy sưởi, mà phải ký vào đây. Sao phải ký? Ký cam đoan là thích. Thích cũng phải ký. Thích cũng phải ký. Dạ đúng. Mở cho con. Sao nó lại dính keo đi? Trời ơi, đã được rồi. Tự nhiên thực thẳng mà cũng phải ký vô. Dạ phải ký, làm gì cũng phải ký. Dạ, mà ký vô. Lần đầu tiên thì là hay. Dạ. Ký vô. Dạ. Ký. Dạ. Bây giờ con bắt đầu giới thiệu. Giới thiệu về luôn. Về mặt hàng. Giới thiệu. Dạ. Có mà vẻ hấp dẫn. Đây. Dạ. Mà chờ con một chút. Ôi trời ơi, khó mở quá. Mà có chìa khóa. À được rồi. Đây. Dạ. Mày sươi à? Dạ. Để là ghế. Mà để từ từ. Con cắm vào ổ điện. Đấy, mục sở thị con. À được rồi. Dạ. Ổ điện. Bày ba. Dạ. Ổ điện đầy cơm. Dạ. Cầm nhắn cầm xăng. Mà thấy khác chưa? Mà thấy khác chưa? Có điện phát ấm. Ấm luôn. Hằng làm ấm người luôn. Lúc đầu vào nhá, con nhìn mặt mà nhá, thâm như điệt nhái. Tài như điệt luôn. Bây giờ sưởi nên cái là mặt đường đỏ như điệt cả tỏi. Đừng còn bường cái chuyện mày sưởi mà nói đều tối nhá. Con không nói đều, con nói vơ vâng nào. Nói thiệt. Và sau đây con xin giới thiệu về cái máy sưởi này. Giới thiệu luôn đi. Bởi vì cái máy sưởi này nó cũng rất đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Chở cả một container mang về đây. Cả container chở một cái máy sưởi. Dạ. Giới thiệu luôn đi. Ngày xưa vào năm 1800 bao nhiêu trước công nguyên không biết. Ấy, tại một ngôi làng nọ có 3 triệu người sinh sống. 3 triệu người sinh sống. Dạ. Vào một đêm mưa rẹt tơi bời. Mưa rẹt tơi bời. Thì 9 triệu người chết rẹt. Dạ. Mỹ tường là tá là không biết à. Làng có 3 triệu dân. Dạ. Mà tại sao mưa rẹt là chết 9 triệu dân? Thì con hỏi mà có đi du lịch bao nhiêu không? Tuần đi một lần. Thế 3 triệu dân là mặc định ở cái làng đó. Thế còn 6 triệu dân? 6 triệu dân là đi du lịch, nhưng mà đến đó chợt cùng 3 triệu người kia. Giới thiệu mà hằng cũng nói lưu mạnh ghê. Thì được, nói tiếp ta nghe. Thì có ngày nói tiếp. Nói tiếp. Trong 9 triệu người đó, 9 triệu người chết,
thì có một người còn sống. Trong chiến chiều người chết là có một tên sống. Dạ dạ. Thì tên đấy làm sao? Ông đó rất là đau khổ. Đau khổ. Ngày ngày khóc ròng ra. Khóc ròng ra. Hết năm này qua năm khác. Hết năm này ngồi vào bếp lửa. Đây ví dụ đấy. Ví dụ mà là cái bếp lửa. Ông ấy cứ hàng ngày ngồi trước bếp lửa, lấy máy lửa ra. Máy lửa con để đâu? Lấy máy lửa. À, dạ, lấy máy lửa đây. Xong ông ấy bật lên. Bật lửa. Bật lên ông lại khóc. Lại khóc. Thì khóc ròng rã thêm một năm nữa thì... À! Bật lửa nổ, thằng ấy chết. Thế tại sao nó lại à? Nó à bởi vì nó... nghĩ ra một cái sáng chế, đó là cái máy sưởi này. Cái sáng chế đó. Sáng chế ra cái máy sưởi. Dạ. Ông tổ của máy sưởi. Dạ đấy. Là Hằng. Đấy 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 đấy. Mà bác biết không? À mẹ biết không? Con giật ra đã. Hồi đầu ấy là cái máy sưởi này nó to như cái nhà. Máy sưởi đời đầu to như cái nhà. To như cái nhà. Nhưng nó chỉ có 12 ghi lửa thôi. 12 ghi lửa. Dạ. Đấy. Trong qua một cái quá trình thời gian tiến hóa thì ông ấy sáng chế ra rất nhiều máy rưỡi. Và cuối cùng ra cái máy rưỡi này, đó là cái máy rưỡi 125 ghi Pro Max. Đấy. Nóng 1T. Khi nào hỏng thì thấy cái khác. Dạ. Cái máy sưởi nó lại còn một cái công dụng rất là hay. Nói luôn. Dạ dạ. Không cắm, không ấm. Cắm nén rồi nóng. Nóng quá rồi cháy. Mùa hè cực. Mùa đông đại mãn cá. Nghe hợp chật, hợp chân. Dạ dạ. Cái máy sưởi ní nó bao nhiêu tiền? Dạ. Giá cả không thành vấn đề. Miếng là máy sưởi đã về đến ta. Dạ ở ngoài thị trường là 50 triệu thì con lấy mà 5 triệu rưỡi. Dạ. Ngoài là 50 triệu. Dạ. Vô đây bạn là 5 triệu rưỡi. Dạ. Nghe anh hỏi ấy, tôi ghẹt nhật tiếp thì. Mà anh nói tôi thấy tuyệt vời. Dạ. Tôi ưng tiếp thì đó. Dạ. Tôi cho khà. Dạ. Tôi mua cái nồi cơm điện và máy sưởi này. Dạ, có... Bởi vì tôi nghe thấy anh giới thiệu, tôi yêu luôn. Quá yêu luôn. Mua luôn chứ. Tuyệt vời đẹp quá. Nghe anh nói một vài câu mà tôi đây thấy tê tâm hồn. Vì nom anh rất là đẹp dai. Lời anh nói nó cứ lọt vào tai, khiến tôi vui sướng trong lòng. Vì anh đây tiếp thì không lòng vòng. Con đang tiếp thị tầm cao, vì con đây có bằng cao học. Thùng xe ôm đóng gạch làm thuê, nhà ở quê sống gần đồng lúa. Đói nó đói quen rồi, nhọc nhằn nhưng vẫn cười đùa. Tuy tôi không phải là đại gia, mà tôi yêu cái người tiếp thị. Cho tôi xin mua cái lò sưởi đây, thương hiệu Vu Văn Vơ, nhưng anh nói thật nên thơ. Có thêm cái nồi điện đây, dạ cứ bạc giá 2-3 triệu. Dù trăm năm vẫn còn dùng được ngon, vừa kho ca nấu cháo gà được luôn. Thế gian đâu dễ đi tìm hàng ngon, lại ship tận nhà. Nè, tôi mua luôn, không cần nói nhiều. Mua luôn, hai cái ní bao nhiêu tiền, giả luôn tiền mặt, chục hà luôn. Dạ, luôn. Dạ thưa mà thì... À, cái nồi cơm điện là 2,5 triệu, còn 2,5 triệu, còn cái máy sưởi là 5,5 triệu thì mà đồng là 4 triệu đúng dạ, không? Dạ.
2,5 triệu, 5,5 triệu, 4 triệu. Sao này có 4 triệu? Mày vừa già. Con già là con lề phẹp thì con cứ già thôi. Cả nhà có bảo ư. Tùng bao nhiêu, Tùng vệ sinh bao nhiêu? Mà cứ tính cho con trả nhờ. Mày vừa bảo bao tiền? Bây giờ, bây trừ con chỉ mong có tiền thôi, con trả biết tính ra sao. Dạ. 2,5 triệu. Dạ. 2,5 triệu, 3 triệu, hình như là 7 triệu. 7 triệu. Dạ, dạ, con xin. Dạ. Con xin, dạ. Đềm. Dạ. Thưa thổi lai. Dạ. Đềm chưa? Dạ, con đếm rồi. Dạ. Đủ chưa? Dạ, đủ rồi, dạ. Dạ. Mà... bỏ thêm 500 này. Ui, nhìn từ tệ bỏ. Mà ơi, con xúc động quá. Xúc động lần đầu tiên gặp người lịch sử bỏ. Dạ. Con nhìn mà con ứa nước mắt. Sao lại ứa nước mắt? Con nhìn mà sao giống mà con quá. Phục hậu. Mà ăn trệt rồi sao? Chưa trệt nhưng mà con nhìn nói cũng giống mà làm gì cũng giống đưa tiền con giống á. Dạ. Đưa tiền giống hơn. Dạ vâng ạ. Dạ. Nhìn tuổi rồng mà ảnh sao? Dạ dạ. Rất giống. Dạ dạ mà ơi. Sao? Thế này, cuộc đời là những chuyến đi, gặp nhau rồi lại chia ly thật buồn. Nhìn mà con nước mắt tuôn, nhưng thôi thông cảm vì cái chuyện đi buồn phải cười. Dạ. Thế là dạ. Lại đi nơi khác. Dạ thưa mà, bây trừ tiền đã về ta thì thôi cũng có lẽ là phải xa mẹ hiền. Con biết là mẹ còn tiền nhưng thôi xin phép chỉ làm phiền thế thôi. Dạ. Bần à. Dạ. Bần à. Dạ thưa mà, con yêu mà lắm. Yêu nghiêm túc nhá. Dạ dạ. Không có mà con rồi lại nò kia nhá. Dạ dạ. Tu tề thỉnh thoảng đứng đấy nè. Mà lo ăn lo uống hay. Dạ dạ. Không thiếu chi. Dạ nha. Dạ. Tết là dạ. Đường nha mà nghe. Mà ơi con không muốn đi một chút nào cả. Mà nà nại chuối buông cao. Mà nà ngõ trước vườn sau cửa nhà. Mà đứt thị là đàn bà. Mà nếu nhìn kỳ vẫn là đàn ông. À không. Không à mình... phù. Mà nếu đọc. Nếu nhìn kỳ dạ dạ thằng nào bố lão mới nói là đàn ông. Dạ được con xin phép mà con đi à. Mà chào con. Dạ con chào mà. Mà chào con. Dạ chiều ra đừng ngõ cháu nhìn thấy mặt mà đau đớn lòng. Dạ mà chào con. Con chào mà con tìm mà khác đây. Dạ con đi. Dạ nhiều mà ghê. Vừa nhận làm con nuôi mà đây mà nó mà kia. Tiệc nhật cho tí nhạc cho nó vui à. Ôi, từ lúc con đi giờ U chưa đóng cửa á? Cái gì? Từ lúc con đi U vẫn chưa đóng cửa á? Tối ở nhà, còn đi đâu đâu mà phải đóng cửa. Ôi giời ơi, thế con dặn U làm cái gì cơ chứ lị? U xem ra bây giờ nó lừa đảo nhiều lắm. Đứa nào lừa được U? Cái gì đây hả U? Nồi cơm điện. Sao nồi cơm điện lại ở đây ạ? Loại xịn. Loại xịn ý ạ? Cả thế giới có 2 chiếc. Một chiếc là ông Thành Long Hải mua. Một chiếc tối mua. Ôi U mua à? U mua làm gì? Nhà mình có 3 cái à? Cái ní là đăng cập luôn. Không có tại Việt Nam. Ôi ơi thật á? Chứ còn sao nữa? Đâu sao nào? Không cầm điện là không chuyển luôn. Đừng đua. Ui, cao cấp gì mà sao giá? Con thấy nó in ở đây là có 320.000 à U? Cái trí? Đây đây U không có. Vâng. Ngoài thị trường là 30-25 triệu. Làm gì có 350.000. Dạ thưa U. U nhìn của con à, đây có đúng không ạ? 320.000. Ôi giời ơi, khổ quá con đã. Ê, dặn nó, rồi nó thiếu số khống nhỉ. Thiếu cái gì mà thiếu hả U? Cái này nó bán ngoài chợ đầy ra thế này. Không, thằng này tử tề nó gọi là má cơ mà. Trời ơi. Mà nó lại còn nói là má là nài chuối buông cấu. Má là sấn trượt sấn xấu của nhà cơ mà. Thằng tử tề đó, mặt nó tử tề. Lúc đầu vô là tưởng nó thằng đưa.
Nhưng mà nó tư tệ, tôi khẳng định tư tệ. Tư tệ nó khổ được quá, con đã sẵn bao nhiêu lần rồi. Bây giờ nó toàn lừa đảo hết đi ạ. Cứ đặng ra sái người thì nên là phải tôi đó. Tại cái gì nữa đây ạ? À, lo sưởi. Lò sưởi là như thế nào ạ? Mày sưởi này là con cáo cập gập nghiêng lân cái nồi cơm điện đi. Thôi chết. Cái con này này, để về được Việt Nam này, cả một con cống té lỡ trở riêng cho mày sưởi về Việt Nam. Thế cao cấp này U lại mua bao nhiêu tiền? Rẻ bất ngờ luôn. Bất ngờ là bao nhiêu ạ? Ở ngoài thị trường là 60-50 triệu. Nó lấy má là còn 5 triệu rưỡi. Ôi, cái này cũng mà 500 rưỡi cũng chẳng ai mua. Tạc vào mồm. Như thế ni mà 500 rưỡi à? Ôi ơi, khổ quá, bị lừa rồi. U ơi, con nói U không nghe. Lừa thiệt à? Dạ lừa thật rồi. Lừa thiệt kìa. Ôi lừa thật à? Con giấy tờ không chẳng tìm ra kìa. Ồ, cái thùng nghĩ là thùng có phải dặn vài lần với U rồi, người lạ đừng có cho vào nhà, vì cận ngày Tết đó đây, nhiều kẻ rình mò hay nhỏ ngó. Vâng em biết em sai rồi, vì ngây thơ thấy dai nó đẹp. Nhưng ai có nào mà ngờ đâu, dai đẹp nó lừa ngọt ngào đau đớn cho hôm nay. Chị đừng nói nữa. Tuy tiền của mất đó, mà miễn U không bị làm sao. Quá cái chuyện này. Nếu U mà bị làm sao, chồng con nó táng cho con chết. Nào dìu dắt U đi con, để U lên trình báo tới công an phường. Tiếc chi tiền phiền lòng U ơi, đây cũng là bài học trọn đời U không quên. Bạn phải lên phường trình báo, không thể nào được. Bạn mẹ con về với U, lên phường đưa lên phường. Rồi, được rồi, bây giờ con sẽ đưa U lên phường. Nhưng mà trước khi mình lên phường, mình chào khán giả. Dù rằng sinh tư được yêu và thêm yêu hơn, với làn da trắng hồng trắng xinh, thêm sức sống cho mình khỏe đẹp. Nhà máy sản xuất phao chỉ Sinh Group xin gửi tới quý khách hàng sản phẩm phao chỉ trần nội thất PU Tân Cổ Điển với đặc tính không thấm nước, không co ngót, không cong vênh, chống bối mọt và có khả năng chống cháy, có độ bền vĩnh cửu. Phao chỉ trần nội thất PU Sinh Group sẽ là lựa chọn không thể thiếu cho các công trình dinh thự lâu đài, thiết kế kiến tạo những không gian nội thất đẳng cấp. Để tham khảo giá vật liệu và thi công, quý khách vui lòng liên hệ tới số điện thoại hotline 0348129999 hoặc truy cập trang web singroup.vn. Singroup vẽ lên Phú An Khang. Kính thưa quý vị, văn hóa Việt Nam là một kho tàng những giá trị, và gần đây thì quý vị đều thấy có rất nhiều những bộ môn nghệ thuật dân gian đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của đại diện cho toàn nhân loại. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị sẽ theo dõi và cùng thưởng thức một nét đẹp văn hóa phi vật thể qua màn diễn sướng giá văn Cô Bé Sóc do nghệ sĩ Thu Trang, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Mai, nghệ nhân ưu tú Trọng Quỳnh
và nghệ sĩ Bá Trung cùng thể hiện. Sao cái buồn, cái rừng, cái nỗi thức giấc mà trong đỉnh đồi rực sáng. Sang chẳng sang cả đời nương, có tiên cô bé về đồng cô ngự vui. Có tiên cô bé về đồng cô ngự vui. Chân từ buôn làng bàn chân mang tiếng cầm đi đón biết bao thanh đồng đi đông mới thật đông biết bao nhiêu người đi đông mới thật đông nghĩ à. Cô lên ngàn vai mang vui nặng đã quên rồi mưa nắng sơn đê sơn lâm sớm tôi đi về nắng nghiêng cành lá sương tê tóc mai vui cầm tay gió lay tà áo xa chi sơn lâm tháng đổ âm ỉ nơi cô bé ngủ khác gì thiên thai. Đông ai bất thoáng bên lầu sông đang cô bé mua hầu mẫu tự hào quang sông đang có múa dịu dàng khoan thai đứng đài giọt ngắn giọt dài ý à. Xôi cho quân phú dân thường xôi trong nam hiền bốn phương thái hòa sông đang có soi tỏ gần xa soi cho non nước bốn mùa nở hoa. Vùi mây đắp chiếu lưng đèo nón chim hải sao mỹ miều xinh tươi sao quài tươi vóc ở bên người kia. Hải hoa rào ấm lên non man hương cát béo con suối khe vang vọng nơi ca đầu núi bao xa sương mờ răng hòa thương đồng loan giá về đây à, 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 à ngàn xanh về đây à, 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 à ngàn xanh về đây. Và quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta xin được giới thiệu đến quý vị một tiếng hát. Đây là một tiếng hát đã giành được chiếm trọn trái tim của tất cả quý vị khán thính giả trong suốt nhiều năm qua.
với chất giọng đầy tự sự, chứa đựng nhiều nỗi niềm. Và đây cũng là một trong những giọng ca ăn khách nhất tại thị trường hải ngoại, với phong cách biểu diễn rất mộc mạc và đơn giản như chính con người của anh. Cùng với nhạc phẩm hồi tưởng sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Bằng và Dạ Ly Vũ, xin được giới thiệu tiếng hát của danh ca Trường Vũ. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng kết thành đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh gối tay nhau tan cảnh. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh. Nghĩ gì là xa cách. Thời gian thăm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Môi cười một phương xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi hai người hai lối biết thương nhau mà đi về đâu để mưa hay mùa ngâu. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn em trôi tiếc gì cũng xa rồi. Tôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Môi người một phương xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngâu. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn em trôi tiếc gì
cũng xa rồi. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Cảm ơn quý giả. Không quên chúc cho khán giả có một đêm thật là vui vẻ. Và sau đây thì Trường Vũ sẽ được hân hạnh ca chung với là một người em gái thương thương. Đó là vỗ tay lớn chút xíu nha. Dương Hoàng Loan. Chuyện ngày qua cho mỗi duyên thêm mặn mà. Em ơi, nếu mà sau này giấc mộng không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng u sầu làm chi. Duyên tình dù lắm thương đau nhưng lòng ta mãi yêu nhau, cho thời gian không ố mây. Em ơi em hơi xuân về nào có đâu xa, nếu mà mỏi gối bôn ba anh về nối lại tình ta. Anh ơi nếu còn yêu nhau nhé đừng gặp nhau, cho luyến lưu khi biệt ly thêm vẫn vương làm gì. Em ơi có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Dù lắm thương đau nhưng lòng ta mãi yêu nhau, cho thời gian không úa mưa. Em ơi em ơi xuân về nào có đâu xa, nếu mà mỏi gối bôn ba anh về nối lại tình ta. Anh ơi nếu còn yêu nhau nhé đừng gặp nhau,
cho luyến lưu khi biệt ly, thêm phận vương làm gì. Em ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Em ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Và anh Thắng ơi, mặc dù dòng nhạc trẻ là một dòng nhạc sở trường và gắn bó với em nhiều nhất, tuy nhiên em lại rất là ít khi thắc mắc là dòng nhạc này bắt nguồn như thế nào, xuất phát từ đâu và tại sao nó trẻ, phải không? Dạ. Thưa quý vị, vào khoảng cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70 thì các bạn học sinh trung học cũng như là sinh viên của Sài Gòn đã được có những cái đại hội nhạc trẻ rất lớn tại sân trường Ta Be, tức là sân trường bây giờ, ngôi trường bây giờ vẫn ở nơi cũ, nghĩa là nó ở bên hông nhà thờ Đức Bà. Dạ. Nhưng bây giờ hình như là trường tiểu học Hòa Bình thì phải. Cái việc ca hát những bài hát của Pháp, của Mỹ lúc đó như là một hoạt động ngoại khóa dành cho chương trình sinh ngữ Anh văn và Pháp văn. Tuy nhiên thì để những bài hát đó đến gần hơn với đông đảo khán thính giả thì có những người nhạc sĩ đã viết lời Việt cho những bài hát đó, và đó chính là sự khởi đầu của phong trào nhạc trẻ. Và nhạc trẻ cũng sau đó thì đã có những cái bài pop rock thuần Việt, tức là do những nhạc sĩ Việt Nam đặt cả nhạc lẫn lời. Nhưng bây giờ thì cho phép chúng tôi xin được tạm ngưng câu chuyện ở đây để mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc lời Việt, Mây lang thang, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Yến Ngọc. Chưa biết
bớt đớn đau là chi, khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi. Mây, mây còn phiêu lãng đến bao giờ đây? Mây còn ngơ ngác lang thang về đâu? Xin dừng chân nói với nhau một câu, xin đừng câm nín với nhau dài lâu. Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời, ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, vì che lưng cao ngoan những vết roi vẫn in hằn. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, tham có tình yêu dưới chân mình, ân tình mở cửa ra với mình. Ngựa hoang bỗng thấy mơ để quên những vết thương. Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục, dòng sâu mơ màng mắt trong thơm ngọt. Ngựa hoang quên thù oán căm, từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Ngựa hoang về tới sông sâu, cởi mở lòng ra với cõi đời, những đời làm ngựa hoang chết gục, và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thương. Những đời làm ngựa hoang chết gục, và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thương. Có thể ở đây nhiều quý vị đã biết, nhưng cũng nhiều quý vị không biết, đó là khi thực hiện một chương trình nghệ thuật là một việc rất khó khăn, không đơn giản chút nào. Và để làm nên một chương trình thì ngoài tâm huyết, say mê và khát khao của những đạo diễn, của những nhà tổ chức sản xuất, thì phải xác định là có một nguồn lực rất lớn mới có thể làm được. Chính vì vậy mà trong quá trình tổ chức những chương trình sẽ thật là hạnh phúc cho những đạo diễn, cho những nhà sản xuất khi có được sự đồng hành của những anh em, bè bạn, của những người luôn kề vai sát cánh và hỗ trợ cho mình. Giống như hôm nay, chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị sự tham gia của rất nhiều nhà tài trợ, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn Thạch Rau Câu Long Hải, là một đơn vị mà 19 năm thực hiện Tết Vạn Lộc thì họ đã đồng hành cùng với Tết Vạn Lộc 16 năm. Đó là một hạnh phúc lớn lao của đạo diễn Nguyễn Công Vượng nói riêng và của tất cả những người thực hiện chương trình nói chung. Chúng tôi vô cùng tri ân với sự hỗ trợ đó. Và thưa quý vị, ngày hôm nay trên sân khấu Tết Vạn Lộc, chúng ta sẽ cùng chào đón những công nhân của công ty Long Hải. Họ sẽ là những nghệ sĩ trong một ca khúc có tên gọi là Long Hải Niềm Tin Yêu. Xin mời quý vị cùng chào đón những nghệ sĩ, những công nhân của Long Hải.
tay em nhịp nhàng phăng phăng, cùng anh yêu thương bên máy rộn ràng, tình yêu đôi ta giúp máy quay thêm vòng. Nhớ nhớ mãi tháng ngày giông tố, lênh đênh trôi con thuyền từng không tới bờ. Tay chung tay vững chèo lại, băng qua mưa giông vượt sóng tới bờ. Băng qua mưa giông vượt sóng tới bờ. Nhớ nhớ mãi tháng ngày giông tố, lênh đênh trôi con thuyền từng không tới bờ. Tay chung tay vững chèo lại, băng qua mưa giông vượt sóng tới bờ. Băng qua mưa giông vượt sóng tới bờ. Màu xanh tia xanh hy vọng mênh mang, ánh vàng lung linh vững bền ngàn đời. Hạnh phúc như hoa sắc đỏ tươi thắm, tình yêu đôi ta tô đẹp tô ấm. Niềm tin trong ta lấp lánh sao trời, dòng biển bay lên trong nắng mai hồng. Nhớ nhớ mãi tháng ngày gian nan, trong đêm đông anh vượt thắp đèn. Mong sao cho thương hiệu lòng hãy yêu mến, luôn in sâu trong tiềm thức của một người. Nâng niu yêu quý suốt đời. Gió vẫn hát yêu thuyền lòng hải vượt sóng, em bên anh không ngại nắng mưa dài dầu. Bao yêu thương con thuyền lòng hải nhân ái, là khi sau câu ngọt mát như tâm lòng. Là khi sau câu ngọt mát như tâm lòng. Thân thương bốn mùa hương thơm thơm ngọt tình người, thành sau câu mang nguyện tình thân đưa. Nhờ đôi tay em nhịp nhàng thoăn thoắt, cùng anh yêu thương bên máy rộn ràng, tình yêu đôi ta giúp máy quay thêm vòng. Nhớ nhớ mãi tháng ngày giông tố, lênh đênh trôi con thuyền tiếng không tới bờ. Tay chung tay tháng ngày giông tố, lênh đênh trôi con thuyền từng không tới bờ. Tay chung tay vững chèo lại, băng qua mưa giông vượt sóng tới bờ. Băng qua mưa giông vượt sóng tới bờ. Nhớ nhớ mãi tháng ngày gian nan, trong đêm đông anh vượt thắp đèn. Mong sao cho thương hiệu lòng hãy yêu mến, luôn nhìn sâu trong tiềm thức của một người. Nâng niu yêu quý suốt đời. Gió vẫn hát yêu thuyền lòng hải vượt sóng, em bên anh không ngại nắng mưa dài dầu. Bao yêu thương con thuyền lòng hải nhân ái, là khi sau câu ngọt mát như tâm lòng. Là khi sau câu ngọt mát những tâm lòng. Bây giờ thì xin quý vị hãy thả lỏng. Chúng ta sẽ bắt đầu vào một màn hài kịch. Màn hài kịch này sẽ là câu chuyện cuối năm của một người thủ trưởng, một người sếp đã về hưu. Thưa quý vị, ai trong số chúng ta đã từng đến thăm sếp của mình khi đương chức? Tôi nghĩ là nhiều lắm. Nhưng ai trong số chúng ta là người đến thăm sếp của mình khi người ấy đã về hưu? Tôi nghĩ cũng không nhiều lắm đâu. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thoải mái, thư giãn với những nụ cười thật thâm thúy đến từ màn hài kịch Chuyện Cuối Năm, tác giả nghệ sĩ Lê Chí Trung, với phần biểu diễn của các nghệ sĩ Chí Trung, Minh Hằng, Quang Tèo và Hiệp Vịt. Chuyện
Chào các bác. Mọi người đã đợi anh em đến biếu quà Tết chưa? Nhạc to lên, vui lên nào. Các bác ơi, đây đây đây, nhỏ tí để tôi nhỏ tí tôi tâm sự với bà con láng giềng tí. Bà Bình ơi, biết bà Bình anh em đến chúc Tết chưa? Đến rồi à? Vui quá, bên tôi anh em cũng sắp đến đông nghịt nhà cửa bây giờ đấy. Các bác đây 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 đây, hung đây đi biểu xếp chưa? Này sống là phải có nghĩa có tình nhá. Nhạc to lên đón khách nào. Trong ngày xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Giờ đến bây giờ không có khách, không có ai đến thăm. Giờ này suốt từ sáng không có ai đến thăm là làm sao? Tôi đã làm nhỏ thôi. Được rồi, nhỏ đi theo ý bà đi. Bây giờ có bật nhạc to đùng lên đến thế thôi ông ạ. Mà anh em có đến thì đâu biết ai đường nào mà vào bây giờ chứ gì. Thôi ông ơi, thôi đừng có ngóng chờ gì nữa. Người ta không đến đâu. Mà bà còn nhớ không, mọi năm vào cái ngày giáp Tết thế này, anh em đến đông, xe để kín ở sân, còn gửi sang cả sân hàng xóm nữa. Trong nhà lại không ngớt tiếng cười. Ôi dào ơi, đấy là cái lúc mà ông đương chức đương quyền, quả cáp người ta đến biếu mới đầy nhà đầy cửa. Chứ bây giờ về hưu rồi, ai người ta đến nữa. Bà thừa biết là tôi đâu có chờ quà biếu đắt tiền. Nhưng xưa nay tôi sống thanh bạch. Chỉ có điều là tôi không nghĩ là anh em lại quên tôi. Anh em không bao giờ quên tôi cả. Chỉ có điều là nếu mà có thể đến gặp gỡ một chút cuối năm, một cái bắt tay, một cái ôm hôn, ôn lại chuyện cũ cũng cảm thấy ấm lòng. Thôi ông ơi, thế ông có nghĩ là những cái người đến xếp hàng biếu quà ông ấy, những người mà nói cười thân thớt ra đấy, thực ra họ đến không phải vì yêu quý ông đâu. Có những người bên ngoài thì cười nói như thế thôi, nhưng trong bụng của họ ấy thì họ nghĩ rằng ông về hưu càng sớm càng tốt. Đầu óc mình suy nghĩ cay nghiệt, trần tục quá. Một chút quà biếu tất niên nho nhỏ cuối năm cũng là cái truyền thống của ông bà. Đâu phải ai đến nhà thủ trưởng biếu Tết cũng là để chạy mua quan bán chức đâu. Ông không biết thì đấy thôi chứ. Bây giờ ấy, người ta chăm sóc thủ trưởng, chăm sóc các sếp còn hơn là chăm sóc bố mẹ ở nhà ấy ông ạ. À. Thủ trưởng vừa mới hắt hơi sổ mũi nhẹ một cái thì nào là xâm nhung quế phụ các kiểu đến biếu đến xén. Trong khi đó bố mẹ chúng nó ở nhà ấy, có khi ốm liệt giường liệt chiếu ra, chắc gì đã được vài câu hỏi thăm cho qua quyết. Ôi giời ấy, có khi ở nhà để cho bố mẹ ăn cơm với nước mắm ấy chứ, chẳng biết đấy là đâu. Tôi nói thật nhá, không ai dỗi hơi mà đem quà đến biếu một người đã về hưu đâu. Ông đừng có ngóng nữa. Đấy, tôi kể cho ông nghe nhá. Có một ông làm sếp vẫn đang nguyên ghế đấy, nhưng mà chỉ nhận được cái quyết định về hưu thôi. Đấy là chỉ nhận quyết định thôi chứ chưa về đâu. Ấy thế mà vừa rồi á, đám ma bố ông ấy cứ vắng hoe vắng ngoắt ra. Có ai đến đâu ông? Chả bu cái đợt trước bố ông ấy hồi chưa mất ấy là chỉ đau cái răng khôn thôi, mà người ta xếp hàng lũ lượt đến biếu quà đông như kiến ấy ông ạ. Mình nói làm tôi thế khó thở quá. Đấy, chắc là tại cái cà vạt đấy. Này ông, cởi cái cà vạt ra. Thôi. Bỏ cái cà vạt. Thôi. Không lại lên cơn hen suyễn mới thôi. Tôi để thế này cho nó lịch sự. Tôi không nghĩ là tôi về hưu mới có được gần nửa năm mà anh em không người nào còn nhớ đến tôi à? Vô lý. Thôi đi ông ạ, ông đừng làm khổ ông nữa. Ông làm khổ ông xong ông lại làm khổ cả tôi nữa. Ngày nào ông cũng bắt tôi mặc cái bộ quần áo dài này rồi ra ngoài đường đứng để đợi, để ngóng xem có ai đến không, để vào để nhà để tiếp khách. Ngày nào nhưng mà cũng có ai đến đâu hả ông? Ngày nào cũng thế này chán thật đấy. Trông cứ như là hai con chó già ngồi xem tát ao ấy. Sao bà lại ví vợ chồng mình như chó già ngồi xem tát ao? Ai lại ví như thế? Tôi chả gì cũng từng là thủ trưởng, không lẽ ăn mặc luộm thuộm,
lúi sùi với trước mặt nhân viên cũ. Mình dù đã nghỉ hưu thì cũng phải giữ lấy cái thể diện của anh cán bộ về hưu chứ. Đúng không? Ôi giời, có ai đến đâu mà giữ thể diện. Sao nghe bà nói thấy buồn thế. Ồ, thế bây giờ... Nhưng mà tôi vẫn đang tập làm quen. Nhưng phải thú thật với bà là tập làm quen với cái tâm thế cái anh cán bộ về hưu sao mà nó khó thế. Ông ơi, về hưu ấy tức là đã xuống ngựa rồi, đã về vườn rồi ông ạ. Mỗi một đơn vị sẽ có một thủ trưởng riêng, mỗi một người sẽ có một cái con đường tiến thân riêng. Nhưng mà thôi, người ta không đến cũng được, miễn sao là ông về hưu ông không bị nhân viên dưới quyền người ta chửi hay người ta mắng hay người ta khinh rẻ, thế là được rồi. Sao lại chửi mắng? Bà nghĩ thế nào bà nói thế không được. Xã hội còn nhiều người tốt chứ. Nếu mà không vì những người tốt như thế thì những cái việc mình gây dựng, mình xây dựng, mình củng cố cho một cái xã hội tốt đẹp chả nhẽ lại bằng không à? Ồ, thế từ hôm nọ đến nay có ai đến vì cái lòng tốt của ông không? Bà... Thế cái lúc ông đương chức đương quyền, ông giúp đỡ người này, ông giúp đỡ người khác, ừ thì đấy là cái phước của ông. Còn người khác đối xử không tốt với mình, người ta quên ơn mình, thì đấy là cái nghiệp của họ. Bao lâu nay anh em vẫn coi tôi là một lãnh đạo thanh liêm chính trực. Tôi rất là thanh thản khi về nghỉ hưu. Tôi rất tự hào với những năm tháng đã qua, bà nhé. Ôi giời ơi, vì là hồi đấy ông đương chức đương quyền, cho nên họ mới hò reo, họ mới cổ vũ cái sự liêm chính của ông. Trời ơi khổ quá, ông phải biết ông là ai chứ. Một người đã về hưu rồi thì bây giờ ấy, họ sẽ cười vào cái thanh liêm chính trực của ông. Họ sẽ cười rằng là tại sao hồi đấy đang đương chức đương quyền mà ông dại dột, ông không vơ vét, ông không tham nhũng, để rồi bây giờ về với hai bàn tay trắng. Lúc nào ông cũng bảo là tôi đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và tôi rời đi cũng với trắng hai bàn tay. Ờ, thì bây giờ là đúng đấy, trắng thật đấy, nhưng mà trắng hai con mắt. Bà, nói cay nghiệt quá. Tôi chả cay nghiệt gì đâu. Ngay cả con chúng ta cũng vậy thôi ông ạ. Những cái lúc mà ông cứ lên lớp, ông dạy chúng nó chuyện nọ chuyện kia, mà ông thấy chúng nó lảng lảng đi, hay chúng nó cười xong rồi chúng nó lờ đi, thì ông phải nghĩ ngay là trong đầu chúng nó đang nghĩ khác đi. Chả hóa ra là bao lâu nay là mẹ con bà vẫn trách tôi, vẫn thầm trách tôi là sao lúc đương chức tôi không ăn bẩn, không vơ vét cho thật nhiều hả? Kìa ông, thì sống với ông bao nhiêu năm nay, tôi có đòi hỏi quyền lợi vật chất gì đâu. Tôi biết ông là người chồng, ông là người liêm chính. Những tiền bạc, những của cải ông mang về gia đình này, đấy là đồng tiền xương máu của ông. Đấy là đồng tiền sạch nhất thế giới này. Tôi hiểu được rằng của cải vật chất, những gì là của mình thì nó là của mình. Những gì không thuộc về mình thì dứt khoát nó không thuộc về mình ông ạ. Vâng. Của cải, vật chất nó chỉ là vật tiến thân thôi. Ông ơi, thấy vì mà có những cái người người ta tham lam, người ta vơ vét, rồi người ta đẩy chồng, đẩy con người ta vào con đường phạm pháp tù tội. Có khi họ đẩy chính cả bản thân họ vào những con đường như thế. Tôi... Mà sao hôm nay mình lại nói nhiều thế nhở? Mà tôi cũng chỉ muốn nói cho ông ngộ ra thôi, chứ tôi không có ý gì. Nhưng mà bà biết rằng là tôi không phải là tôi chờ quà biếu. Tôi hiểu. Bây giờ như thế này nhá. Bây giờ tôi đi ra chợ, tôi mua một cái gì đấy thật ngon vào. Rồi. Rồi hai vợ chồng mình cũng ly với nhau, cho nó vui, được không? Rồi, bà đi ra chợ đi. Tôi chờ anh em đến rồi tôi... Ông ơi, ông... Nhưng mà ông cởi cái áo vest này ra cho nó thoải mái đi. Thôi được rồi, tôi cứ mặc không tí anh em đến lại phải cởi, nó mất công mặc. Ôi, cởi nó ra cho nó dễ chịu nào. Thôi tôi kệ tôi đi. Tôi làm thế này được rồi. Thế nhưng ông phải vui lên. Rồi tôi vui. Vui. Vui mà, vui quá. Ông phải cười lên chứ, cười tươi vào. Bây giờ ấy cười... Cười như mếu như khóc thế hả? Thì thế giờ bà bắt tôi cười như là đời ơi giữ ông biết. Ông ơi, tôi phải vui nha. Rồi, tôi vui. Đi loáng một cái tôi về ngay. Rồi, bà đi. Nhớ. Không ai buồn đi.
rồi gần bỏ bên nhau. Hôm nay chia tay những người đồng nghiệp, tháng năm bên nhau đong đầy kỷ niệm. Giờ đã xa nhau, lòng thấy dâng tràn. Ngày về cơ quan bao nhiêu kỷ niệm, một thời trẻ trai, một thời thật đẹp. Nào nguyên ngày dài trôi qua, bớt nhìn ngoảnh lại một chiều mùa thu trong ta bạc màu. Hôm nay ta về về với quê hương, ta ngâm câu thơ thăm người bạn hiền. Hiu trong vô tư tâm lòng rộng mở, càng nhớ anh em nhớ tuổi xuân vui. Buồn quá. Nào, bật nhạc lên, kiểu gì khách cũng đến chơi. Vui quá, xuân là Tết tại Nam Thượng. Đây, 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 đây. Xuân, xuân ơi, xuân đến rồi, những nụ cười ban chào mừng xuân. Nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước cứ hoa lên rực man vui. Cho em thơ khoe áo mới tươi cười, cho mùa xuân mới. Xuân, xuân ơi, xuân đó. Rồi, chúc mừng người quen. Bạn chào hỏi, quá là một tưng bừng. Vui cứ như là sắp Tết bác nhỉ. Em chào sếp. Chào cậu. Chắc là chuẩn bị đi ăn Tết tất niên đúng không? Tết nhất gì đâu, tiệc tùng không hề có. Mình mặc thế này theo thói quen thôi, mà cũng không hề chuẩn bị đón khách gì đâu nhá. Ui dồi ôi, nói có vẻ linh. Các cụ nói cấm có sai, đẳng cấp là nhất thời, phong độ là mãi mãi. Oai 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 oai. Bộ này xịn đúng không? Đẹp, đẹp đỉnh. Bộ này hồi đương chức là tớ cũng có vài bộ để đi công cán nước ngoài ấy mà. Thế cậu là... Dạ, em... đi đâu mà xách cái vali to thế chứ gì? Dạ, Tết nhất đến nơi rồi. Phải gửi tận tay mọi người. Không được thiếu sót một ai. Đấy. Người lắm, nhiều người lắm. Đấy, đấy, đấy. Sống tình nghĩa như thế là tốt đấy. Nhìn mặt cậu biết ngay mà. Như kiểu các cụ nói gì nhỉ? Chu đáo, tin cậy, bảy bảy hàng đào. Vâng, chu đáo. Rất tin tưởng, tình nghĩa thế là tốt. Phải tình nghĩa chứ. Đúng rồi. Nhất là Tết này nhá, mà không cái lờ vờ làm ăn vật vờ ấy. Xếp cắt lương, cắt thưởng. Cắt cả tiên tiến, người tốt, việc tốt đấy. Đi thăm viếng là tình nghĩa mà lại xếp phải chỉ đạo à. Vâng. Mà lại còn cắt cả lao động tiền tiến chứ, không không. Nhưng mà sếp cậu thế là chu đáo đấy. Vâng, chu đáo lắm. Sếp em được cái là rất là chu đáo. Một năm 12 tháng không bỏ sót người nào. Anh sếp chu đáo quen ai. Đúng rồi. Này, tôi hồi đương chức cũng như sếp của cậu, chu đáo tận tình với anh em trên dưới thuận hòa, ma chay hiếu hỉ, không nhà nào tôi quên cả. Kể cả những bác về hưu 5 năm, 7 năm, 10 năm, cả những bác mất rồi tôi vẫn thường xuyên đến chơi với bác ấy. Vâng, thế mới tình nhé, đúng không? Thế mới có tình. Tình. Cái vali này to gớm mới được. Trong, này, cái vali này khéo trong phải đựng được đến 4 chai rượu vang. 4 chai rượu mắt rồi, đang sắp cử đấy. Chai rượu. Thế thì tôi đoán nhá. Thế đây thì đựng như thế này mà bê thế này là kiểu gì cũng là xì gà đúng không? Này hồi trước ấy mà tôi được anh em biếu nhiều xì gà lắm, cũng tập tọng hút thấy ngon. Nhưng mà bây giờ về hưu không muốn hút nữa, vì lỡ mà không có ai tặng thì chết dở. Bây giờ 36-37 triệu đồng một hộp, không có mà hút đâu. Thì xì gà hút làm gì, ho lao thối phổi chết đấy. Không tính tiền. Bác. Thôi cơm đi ăn tất niên cũng phải giấy tờ, không cần giấy mời đâu. Này tôi bảo, này, bây giờ người ta dùng Zalo nhắn tin là được rồi. Không bác cứ... Thanh niên mà không dùng công nghệ là kém đấy. Tận tay là hết cãi. Này thôi, chắc là làm ăn năm rồi tốt đúng không? Tốt. Tốt đúng không? Tốt. Lại làm lãi tốt thì tôi mới có thể có được cái số tiền mà đi làm mà liên hoan thế này. Hồi tôi còn đương chức làm ăn cũng tốt lắm. Anh em ăn liên hoan suốt ngày luôn. Tốt, làm ăn tốt, lên giá suốt nhưng mà vẫn lỗ. Này,
lỗ mà vẫn ăn liên hoan. Lỗ vẫn ăn. Thế là ý chí đấy. Bác đọc đi cái xem nhờ em nhanh đi bao việc này. Cái gì này? Thế đây là cái gì này? Hóa đơn tiền đi ăn. Chữ to thế này mắt để cho đẹp à? Thế hóa ra cậu không phải là người quen, không phải là nhân viên. Quen biết cái gì? Từ nãy giờ vào bác cứ nổ một mình có cho em giới thiệu gì đâu. Giờ đến lượt em giới thiệu đây này. Em. Nóng quá hết sức bình tĩnh. Em là nhân viên thu tiền đi ăn. Đấy, tiêu chí làm ăn của em là khách hàng là thượng đế. Là luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. À, cái gì nữa nhỉ? Em nhá, em nói cho bác biết nhá, cái câu này hay là từ ngày em vào này. À, cái giá điện càng tăng thì lợi ích của mỗi người càng có lợi. Đấy là em rất yêu nghề này. Em mơ ước một ngày vớ vẩn đẹp trời chẳng may em làm giám đốc. Trong từ điển nhá, không có từ tăng, chỉ có hạ thôi. Thế cho nó máu. Thế tóm lại là thế nào? Tóm lại là thôi đi về đây. Đấy, thế bây giờ vợ xã tôi phụ trách cái việc này mà. Này, vợ bác có nhà không? Không có nhà. Thế bây giờ? Nói cho mặt bác biết nhá. Bác về bác nói với bà xã của bác nhá. Vớ vẩn, rất là vớ vẩn. Em gọi điện không thèm đáp nhời. Nhắn tin Zalo nhá, rõ ràng thò mặt xem rồi. Không dép, không like gì cả. Thế mới điên. Về bảo vợ bác giúp kinh nguyện nhá. Rồi. Này, em bảo bác này. Đây là chỗ quý bác lắm em mới nhắc này. Lần này tháng này mà chậm nhá. Em sai đệ là chiều 30 Tết cắt điện đừng hỏi tại sao. Thôi, xin đồng. Tập vali về đi. Mang vali hóa đơn đi. Để nhá, nếu mà không bận là em ở lại ăn cơm với hai bác này. Thôi khi mùng một Tết thì dỗ em qua bác chơi nhá. Gớm. Quên. Từ nãy có là quên chưa uống nước. Chưa ăn chén nước. Khô cả mồm. Quý bác lắm đấy. Tất niên vui vẻ nhá. Chúc mừng năm mới. Em đi nhá, lần này em đi thật đây. Bao việc còn phải đưa bao nhiêu nhà nữa. Thế chứ lì. Tưởng nhân viên hóa ra là anh thu tiền điện. Mình thật nhục nhã quá. Nhưng mà cũng có nói đến nó vui. Còn có tiếng người cho nó ấm cúng. Mà nhân viên ngành điện bây giờ được giáo dục chu đáo thật. Đến chúc tiền xong lại còn chúc tất niên vui vẻ đấy chứ. Ôi giời ơi, thật là nợ đời. Nhạc nào bật lên cho nó. Xuân ơi xuân đã về, con nói với nào vui hàng ngày xuân đến. Xuân ơi xuân đã về, kính chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân ơi xuân đến rồi, những đôi mây mang chào. Sếp giật mình ạ. Cậu là sếp không nhận ra em ạ. Trông quen. Vâng, chào sếp. Này. Đừng có dân chủ quá trớn nhá. Cậu tôi phải giơ tay ra bắt trước chứ không nên giơ tay ra bắt tôi. Nhưng mà đến cậu là ngồi đây đó, không khách sáo gì cả, ngồi. Dạ thế thì có khi là em vô phép sếp ạ. Thôi được rồi, không có phép tắc gì cả, cứ bình đẳng mà. Mà sau đi Tết nhất gì mà ăn mặc trông lúi xùi thế này. Chả giống gì sếp. Em đang dọn nhà. Nhớ đến quà của sếp em vội sáng luôn. Dạ em có chút quà biếu sếp ạ. Ôi này, mình không biết dùng cái này. Mình à không, cái điếu này là của em, quà là của sếp. Thằng bạn em nó vừa tặng này. Này, xong rồi em tặng nó bài thơ, nó sướng lắm sếp ạ. Sếp muốn nghe không? Được rồi, cái xuân thoải mái thời gian. Đọc đi. Thơ về điếu ấy. Thân em thân nhà trúc, họ nhà tre, rốn lồi chân xoạc miệng tròn xoe, em cười sằng sặc cũng khó nghe, nhưng khi em hót lại vang lên lanh lảnh. Anh yêu em là hơn cả người yêu, sáng trưa chiều bên em ân ái, vừa ngủ dậy hôn em liền hai cái, miệng em tròn
mút chặt lấy môi anh. Ai mỗi tay chứng tỏ là hay. Ờ, hay hay. Nhưng mà tớ bảo thật, thơ cậu hay, tình cảm cậu thì dạt dào, nhưng mà dạ cái món này là hồi còn làm việc là tôi cấm tiệt. Vâng. Hôi lắm. Sếp cấm em mới bỏ ấy chứ. Sếp nghỉ hưu em lại hút tiếp. Đúng rồi, không nên dùng cái này. Dạ vâng. Có chút quà biếu sếp ạ. Dạ. Thôi. Dạ. Đến thăm là quý rồi. Dạ vâng. Đến thăm là quý lắm rồi. Dạ vâng. Cậu thừa biết là tính tôi là không thích quà biếu đắt tiền. Dạ vâng. Nhá. Tính tôi là cứ là anh em đến với này là quý lắm rồi, không có vấn đề gì cả. Nhá. Dạ vâng. Tình thương mến thương. Nói thật sự với sếp là cái ông sếp này. Dạ. Thế công việc thế nào? Dạ, công việc. Dạ. Sếp thủ trưởng mới có tốt không? Đấy, em đang định nói chuyện với sếp. Cái ông thủ trưởng mới để nói thật sự với sếp là rất lắm chuyện nhưng mà không tiện nói. Bây giờ em muốn nói về sếp. Phải công nhận cái thời kỳ làm việc ấy, sếp là người rất tốt. Cho nên khi sếp nghỉ hưu là mọi người là nhớ sếp lắm. Nhớ da diết, nhớ tha thiết. Chính vì thế mọi người mới cử em đến mang quà tặng sếp đấy ạ. Mà biết sếp là người là rất tiết kiệm. Chính vì thế em có dám mua đồ đắt tiền đâu. Đây, túi quà em biếu sếp đây, em chọn toàn đồ ở cửa hàng giảm giá. Quà tình nghĩa là quý rồi. Vâng. Mà cậu thật thà thật đấy, là khai để đi mua hàng giảm giá đấy. Nhưng mà tôi cũng nói với thật với cậu thế này. Dạ. Cả đời tôi cống hiến, chỉ mong sau khi về hưu được anh em ghi nhận là một người có lòng với anh em, tốt với anh em, sống hết mình vì tập thể. Thế thôi. Chờ nhá, mình vào lấy lon bia mời anh em mình uống. Sao đấy bị sao nồng độ cồn. Em còn phải chạy xe. Còn một số nơi tình nghĩa nữa xem ạ. Rồi đúng rồi, tình nghĩa sống là phải như thế, phải hết lòng với nhau đúng không? Dạ, vâng. Phải sống phải hết tình cạn nghĩa. Dạ. Nhá, chứ không buông lơi tất cả cái chuyện đấy, tình cảm là trên hết, hiểu chưa? Vâng. Phải công nhận sếp là người sống tình cảm. Chính vì thế cho nên mọi người ở cơ quan là nhớ sếp lắm, yêu quý sếp lắm ấy. Thế thôi, thế cậu về đi. Thôi thì Tết nhất là đã quyết thế thì về tớ không giữ. Vâng. Tết nhất nhớ đến chơi nhá. Dạ vâng. Sếp yên tâm, chắc chắn là Tết này mọi người ở cơ quan đến chúc Tết sếp. Tết năm nay chắc chắn sếp phải nói là vui như Tết luôn. Bình thường thế. Vâng. Lúc đó thì sếp thoải mái uống, uống tầm 3 chai, 5-7 chai thoải mái. Mình cứ lại nhớ mãi cái kỷ niệm là cứ lúc nào mà uống 1-2 chai vào mình lại muốn hát. Mà cả đời thì thuộc có mấy bài đấy chứ. Nghệ sĩ nổi tiếng cũng chỉ có mấy bài thôi mà. Ở đây bà ơi, bà ơi, này anh em nhân viên cũ đến chơi đây này. Bà cứ nói đi. Đây là bà xã nhà tôi. Dạ vâng. Dạ chào bà. Dạ quý hóa quá. Tôi đang định hát tặng chú mấy bài. Ôi thế thì hay quá. Nhân tiện là nhân viên cũ đến chơi. Ông hát một bài gì vui vui đi ông. Rồi bà. Ông ấy hát thì tôi về nhỉ? Lại đó, tớ hát mấy đoạn ngắn thôi, tặng cậu nhá. Ngày xuân vui vẻ, tớ xin hát bài Suối Mơ nhá. Ngắn hơn một tí thôi. Bắt đầu bằng Suối Mơ, ôi tình yêu mến, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng, ngày chưa đi sao gió vương, bờ xanh ngát bóng đôi cây thủy dương. Suối ơi, ôi nguồn yêu mến, ngày đi sâu tình đẹp, chiều mến, suối hát theo đôi chim quyên. Kìa ông ấy sao lại xúc động thế hả ông? Khi tôi hát ở cơ quan, cứ đến đoạn này là anh em đứng lên vỗ tay, không biết ai vỗ buồn. Nhớ kỷ niệm xưa cũ nó tràn về. Ông hát vẫn như xưa. Tôi hát có được không bà? Được. Ông hát như xưa. Thế mà anh ơi, ngày xưa bà chê tôi là hát như bò giống. Bà chuẩn đấy. Mình công nhận là sếp hát như bò giống, mà sếp giống lên như bò hát luôn. Mình công nhận sếp ơi. Nhưng mà thôi, thời buổi bây giờ người ta không
dùng cái dòng nhạc xế thế đâu. Bọn trẻ bây giờ nó phải nhạc nhẹ hoặc là mua đen tắc kinh bốc lửa ấy, dụ này. Nhạc xến nhỉ? Nhạc tiền chiến hay như thế mà cậu bảo là nhạc xến là thế nào? Ngồi xuống, ngồi ngay xuống. Ôi trời ơi, em xin lỗi. Không có lỗi phải gì hết. Anh nói như thế à? Phủ nhận truyền thống dân tộc à? Thế thủ trưởng của cậu chắc mải đi kiếm ăn, không để ý giáo dục tư tưởng cho cậu. Bà nữa, bà có nhớ không? Xem TV, xem bóng đá. Mấy cái cậu cầu thủ quốc gia ấy, hát quốc ca gì mà đơ đơ cái mặt nhấp nhấp cái miệng, toàn hát giả vờ có thuộc lời đâu. Đúng không? Cậu đứng lại đây. Tôi đã cho cậu về đâu mà cậu về. Đến tự nhiên về, tôi phải cho cậu về mới về chứ. Tôi bảo cậu về tự suy nghĩ chứ, tôi bảo cậu đi về nhà cậu à. Kìa ông, sao lại cáu lên như thế? Nhưng mà ông bắt đầu hơi quá đà đấy. Tôi thích về, tôi về, nhưng ai cấm được tôi? Nhưng mà tôi mắng oan cậu à? Tôi mà còn đang đương chức, tôi bắt cậu kỷ luật luôn. Ngồi viết kiểm điểm ngòn chỉ tay thôi. Ông. May quá tôi không phải lính của ông. Chứ giá mà là lính của ông, chắc là ông đạp tôi ra ngoài vỉa hè để điên xin rồi. Hóa ra cậu không phải là nhân viên cũ của tôi. Này, chẳng qua hôm nay vắng khách ấy. Bà ấy sang, bà ấy bảo tôi mới đến đây nhá. Tôi phải làm phúc phải tội. Thế là thế nào mà làm phúc phải tội là sao? Bằng khách là thế nào? Thế sao cậu? Thế là thế nào gì? Cậu bảo cậu là gì? Cậu là làm gì? Thế nào là cậu... thế này? Tôi là chạy xe ôm. Ở ngay đầu cổng nhau thế này. Ở sao ông nhìn thấy con quen là đúng rồi. Bà ấy sang bảo tôi, ông bây giờ nghỉ hưu rồi, nhưng mà ông không giải thoát được tâm lý. Chính vì thế là mọi khi là năm hết Tết đến là mọi người ùn ùn kéo quà đến nhà ông. Năm nay chả có ma nào đến cả. Chính vì thế là tôi thương tôi mới đến. Ông chả cảm ơn thì tôi đâu, ông xỉ vả tôi là thế nào. Nhưng mà cái tư tưởng của cậu ấy... Thôi. Tư tưởng cái gì? Tưởng mới bỏ cái gì? Ông nghỉ hưu rồi, nhá. Này, cái thời mà ông đã còn đang đương chức ấy, bảo sao cấp dưới khốn khổ khốn nạn với ông ấy. Bà ơi! Thanh toán tiền đi, nhá, 650.000 đấy. Đi về đi, tí nữa tôi trả tiền, tí nữa. Nhớ tí trả tiền nhá. Còn ông ơi, tiếp xúc với ông có một lúc thôi mà tôi mệt quá, nhá. Chào ông sếp, hết vị. Tôi hết vị rồi ư bà. Nó nói đúng quá. Hóa ra tất cả cái trò này là mình bày vẽ ra. Mình nói dối tôi hả mình? Ông ơi, cho tôi xin lỗi ông. Nhưng từ ngày về hưu, ông cứ như thế này, tôi xót xa lắm. Tất cả những việc tôi làm là cũng chỉ mong ông được vui vẻ. Ai ngờ tôi đã làm khổ ông. Cho tôi xin lỗi. Bé bàng quá. Mình về hưu không ai buồn đến thăm. Bà lại thuê cậu xe ôm đến để nó mắng, nó chửi vào mặt tôi. Thật nhục nhã quá đi thôi. Kìa ông, tôi xin lỗi. Ông đừng buồn nữa. Thật đúng là trời sinh chữ kém chữ hơn, chữ nhân chữ quả, chữ buồn chữ vui, đắng cay mới biết ngọt bùi, hết mây nắng lại dập trời mưa bay, đủ năm đủ tuổi đến ngày, có ai tránh được kiếp này phận yêu. Chia tay nhau rồi còn nhớ nhau không?
đôi chân ta đi nhưng lòng ở lại. Bao năm chúng ta vui buồn hay giờ mới xa nhau lòng ấy bồi hồi. Cuộc đời vòng quanh ai xưa cũng vậy, một thời trẻ trai một thời hoa đỏ ngày đêm qua. Ngày nào tuổi xuân nay đâu đã bạc, đời người bề dấu ai chưa một lần xa rồi mới. Hôm nay ta về, về với quê hương, ta ngâm câu thơ vui buồn bàn hiền. Yêu quê hương ta chân tình mộng mạc, cuộc sống vô tư hạnh phúc con người. Yêu quê hương ta chân tình mộng mạc, cuộc sống vô tư hạnh phúc con người. Xin cảm ơn quý vị. Một ngày mới đến với bao niềm vui đón chào, dù rằng xin tư được yêu và thêm yêu hơn. Với làn da trắng hồng trắng xinh, trắng xinh, thêm sắc son cho mình khoe đẹp. Có nước đi em thêm yêu đời. Sữa chua thơm ngon, mỗi xuân thêm hoa lan che. Thơm ngon tự nhiên là thạch nati. Khoe đẹp mỗi ngày là thạch nati. Hạt sữa chua nati bổ sung collagen cho làn da khỏe đẹp. Sử dụng sờ bát a với viêm tai giữa, sử dụng sờ bát a với nấm lưỡi bản đồ nhiệt miệng viêm họng, sử dụng sờ bát a với thủy đậu zola thần kinh chân tay miệng, sử dụng sờ bát a với đau dạ dày virus HP đường ruột đại tràng, sử dụng sờ bát a với mụn nhọt, sử dụng sờ bát a với các ca bỏng. Sờ bát a vì sức khỏe hạnh phúc của nhân loại. Nước xúc miệng sờ bát a 98 Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hệ thống vườn tùng toàn diện, địa chỉ uy tín, chuyên cung cấp các dòng cây cảnh nhập khẩu từ Nhật Bản như tùng La Hán, thông đèn, hoa trà, đỗ quyên, vạn tuế, đa dạng về chủng loại, dáng thế và kích cỡ. Với hơn 15 năm hình thành và phát triển, hiện tại chúng tôi có 6 vườn trải dài trên toàn quốc, từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Sài Gòn. Hotline hỗ trợ 0985 84 7272. Hệ thống vườn tùng toàn diện, uy tín, khẳng định thương hiệu. Thưa quý vị, Thảo vẫn muốn hỏi quý vị một câu là khi mà chúng ta chia tay một mối tình thì quý vị thường là muốn nhớ hay là muốn quên người ấy ạ? Nhớ hay quên ạ? À, đúng rồi, người thì nhớ, người thì quên. Hỏi thế thôi nhưng Thảo Vân nghĩ là chắc quý vị đồng tình với Thảo Vân là nhớ hay quên thì nó còn phụ thuộc vào chuyện tình đó và phụ thuộc rất nhiều vào con người đó. À, tôi mà... xin lỗi cô Thảo Vân một chút. Yên nào, Tôi biết yên là đến nào. Giờ này cô vẫn chưa quên người cũ cho nên đừng có nghe cô ấy nói. Tôi biết ngay mà. Không bao giờ từ một cơ hội nào để có thể gọi là móc máy rồi dìm tôi xuống. À không, tôi nghĩ rằng là tôi, quý vị có thể cười vì là tôi nói là cô ấy vẫn chưa quên người cũ. Nhưng mà quý vị cũng nên cho cô ấy một tràng pháo tay bởi vì đấy, hiếm có người chung thủy thế lắm. Không lườm, nói tiếp. Dạ vâng, thưa quý vị. Đúng là Thảo Vân đã quên người cũ. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, Người Hãy Quên Em Đi, với phần thể hiện của ca sĩ Vũ Hà. Người yêu ơi, dù gì cũng xa nhau rồi, ngày nào chiếc hôn bao đêm xa rời, giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi. Người yêu ơi, giờ đây tình yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn dối bời, giọt nước mắt rơi
lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa. Nếu em không còn gì để vương vấn, người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi. Lời hứa hẹn thề có nhau trọn đời, ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghĩ ngợi chỉ cần hai chúng ta mà thôi. Để giờ đây lòng đớn đau khi ai đổi thay, lời hứa xưa kia tan theo khói mây, mình anh trốn đây một mình ôm bao đắng cay. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa. Nếu em không còn gì để vương vấn, người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa. Người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi. 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 Thưa quý vị, ngoài những tiết mục mang tính chất giải trí hiện đại thì trong chương trình Tết Vạn Lộc luôn cố gắng lồng ghép những loại hình nghệ thuật truyền thống với mục đích bảo tồn và tiếp cận đến nhiều đối tượng khán thính giả khác nhau. Và ngay bây giờ, Bạch Công Khanh xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng. Đây là một thể loại dân ca phong phú nhất về mặt giai điệu trong kho tàng dân ca Việt Nam và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới phi vật thể, với làn điệu Quan Họ Cổ, Giữa Tối Hôm Rằm và sự thể hiện của nghệ sĩ Thúy Hằng, trưởng đoàn nghệ thuật UNESCO Việt Nam. Mời quý vị cùng thưởng thức. Sang cả
gái con xin cô nề chết đi mệt có quay về à ngồi à la hừ ơi hừ à la hừ hời hừ Nhà máy sản xuất phao chỉ Sing Group xin gửi tới quý khách hàng sản phẩm phao chỉ trần nội thất PU Tân Cổ Điển với đặc tính không thấm nước, không co ngót, không cong vênh, chống bối mọt và có khả năng chống cháy, có độ bền vĩnh cửu. Phao chỉ trần nội thất PU Sing Group sẽ là lựa chọn không thể thiếu cho các công trình dinh thự lâu đài, thiết kế kiến tạo những không gian nội thất đẳng cấp. Để tham khảo giá vật liệu và thi công, quý khách vui lòng liên hệ tới số điện thoại hotline 0348129999 hoặc truy cập trang web singgroup.vn. Singgroup, vẽ lên Phú An Khang. Ngọc Sơn xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Hồi hộp quá, muốn khóc run quá. Vâng, đi đâu Ngọc Sơn cũng khoe tại cái nơi đây là kỷ niệm gala 90, 33 năm trời rồi. Là một tháng 100 suất Ngọc Sơn lên truyền hình cũng khoe, đi quốc tế, đi tất cả đến đâu cũng khoe những tình yêu của khán giả thủ đô, đại gia đình yêu dấu. Và bây giờ Ngọc Sơn xin gửi đến đại gia đình một sáng tác của Ngọc Sơn ở tuổi trăng tròn 17. Lúc ấy vừa biết yêu, cho đến bây giờ thì vẫn thế và vẫn ế. Một ca khúc mang tên Không Là Đâu Em. Thank you.
sớm bước ra hè phố, thấy có cô em nhỏ xinh đang vui tung tăng trên đường mà em nào biết có ai đang chờ. Có lẽ nắng xuân vừa lên mang đến cho em niềm vui, cho em xây bao lâu đài tình yêu và những ước mơ vời dài. Ôi ngày cô bé thương tha sẽ thương đáng yêu biết bao. Ôi ngày cô bé ngất ngây đắm say với bao ước mơ. Ôi ngày cô bé đang say xưa vui tung tăng những ngàn bước 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 tiền chân thoát đã. Bao công với những màn xử án quá tài tình, công minh và chính trực của ông. Nhưng đó là nhân vật Bao Công trong truyền thuyết. Còn hôm nay chúng ta cũng cùng xem một màn xử án của Bao Công. Có điều Bao Công này có giống Bao Công kia không thì Thảo Vân không chắc ạ. Mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Bao Công kỳ cục án với diễn xuất của hai nghệ sĩ Bảo Trung, Tấn Hoàng. Mời quý vị cùng theo dõi. Đang đi làm việc rồi tự nhiên có ông nào ông mời tới đây vậy trời? Bao nhiêu việc mà tự nhiên mời tới đây? Ủa sao đông quá vậy ta? Hay là mời mình xem hát? Đi xuống dưới kiếm ghế ngồi. Đăng đường xử án. Ông ơi, ông là người nước nào vậy ông? Hồng Kông. Hồng Kông? Dạ. Không giống ông ơi. Dạ. Ông giống Mỹ đen quá à. Mặt ông đen thui à. Phân biệt màu rõ ràng. Đen là giữa cái màu áo mới là màu đen. Dạ. Cái mặt này đâu phải màu đen. Chứ màu gì? Cà phê sữa. Mặt mà màu cà phê sữa. Ủa, ông là ai vậy ông? What's your name? No, không ăn nem. Mày tên gì? Lê Lộc Lừa. Nghe cái tên là muốn xử án. Làm nghề gì? Hớt tóc. Sao ăn mặc giống mua lần vậy? Quan mặt sao kệ tôi tự nhiên hỏi à? Tại sao tao gửi mấy cái thư mời tới rồi mày không tới là sao? À, thư mời tới nhà tôi là do ông gửi đó hả? Cái ai? Ông ơi, thư mời của ông không có giá trị. Sao vậy? Không có mọc. Làm sao đóng dấu được? Sao vậy? Xử ngoài giờ. Ủa, xử mà có ngoài giờ nữa hả? Bệnh viện bác sĩ ta còn khám bệnh ngoài giờ. Tao không xử ngoài giờ tiền đâu tao sống mày. Cái gì kỳ vậy? Ông xử xong là tôi phải trả tiền cho ông. Yes sir. Vậy khỏi xử ông ơi. Dạ. Ông xử xong rồi tiền đâu mà tôi trả cho ông? Mày không có tiền. Không. Trả góp. Ủa xử mà có trả góp nữa hả? Bây giờ tới nồi cơm điện mà còn trả góp mà. Xử phải trả góp mới kiếm sống được chứ. Ủa nhưng mà ông là ai mà ông xử tôi? Nói chuyện nãy giờ không biết tao là ai à? Không. Nghe rõ họ tên của ta đây. Nhìn thấy can anh dầu thiên thiên
nhìn thiên thiên gia kinh bao trần gì bao trần gì không hiểu không hiểu không ơi chậm lại chậm lại nhanh quá không hiểu đúng rồi nghe kỹ nè từ từ nhìn xây can an dầu thiên thiên nhìn thiên thiên gia kinh bao trần gì hiểu không? Không. Không đánh người ta. Ai biểu không chịu coi phim? Không coi phim rồi đánh người ta hả? Không coi phim làm sao biết tao là ai? Ông là ai? Bao công. Bao trần chiền đó. Không phải bao công ông ơi. Sao vậy? Bao công người ta râu dài đẹp lắm. Ông không có râu mà bao công gì? Bao công râu dài là bao công tập mười mấy. Tao mới tập một. Nhưng mà bao công không bao giờ đánh người. Ai biểu mày làm tao nóng? Ủa bao công mà nóng hả? Sao không nóng? Bao công là người ta, bộ tiên Phật sao không nóng? À, mà không phải bao công ông ơi. Ủa thằng này nó không phải hoài sao xử rồi. Bao công người ta hả? Mập phương phi, đẹp lắm. Ông ôm nhắc bà bao công gì? Có hai ông. Ông mập là ở Đài Loan, còn ông ốm là Hồng Kông. Ủa ông là ông nào? Hồng Kông. Hồng Kông. Mà nhìn về không thấy công không? Không. Nhìn ngang mới thấy công nè con. Nè, đó, thấy không? Công không? À, con hiểu rồi. Bao công là phải công. Cái lưng phải công. Con hiểu rồi, con ái mộ ông lắm ông ơi. Cả gia đình con, dòng họ con đều ái mộ mê ông lắm. Vâng. Bữa nay gặp ông bằng xương bằng thịt rồi. Mừng quá. Con mời ông bao công. Bao gì? Bao công. Bao công sao mày hát bao công? Cái chữ công nó mới vô tông. Kiếm cái chữ công ca đi, mày hát cái chữ công nó hôi lắm. Vậy thì con mời ông điều thuốc. No, 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 smoking. Cấm hút thuốc trong giờ làm việc trong khán phòng. Ông không hút thì tôi hút. Không được. Ta không hút. Ngươi không được quyền hút. Tất cả mọi người ngồi dưới không được quyền hút. Hút nghe mùi tao thèm. Vậy tí ra kêu tôi hút. Hút đâu kệ mày, bây giờ mày nhận tội mày chưa? Tôi tội gì mà tôi nhận? Mày nghe rõ tội trạng mày đây. Tội gì? Buôn đồ chùa xa, chiều tan trường về thì điệp cùng làng chúng ngược. Cuối đèo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, láng khóc đời người đi. Người đi. Tưởng cái vụ gì, vụ án lan gì điệp mà ai không biết không? Ủa? Mày biết luôn hả? Tôi rành lắm chuyện tình lan và điệp. Đoạn sao sao tao quên rồi. Ông nghe nè. Ờ. Lần cuối gặp nhau lan khẽ nói yêu mai nghe anh, em yêu anh chung tình. Nếu duyên không thành đẹp ơi, lan cắt tóc quên đời vì anh. Vì anh. Anh. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, ông thích rồi. Mày để nhận tội của mày. Tao gài mà. Ủa tôi tội gì mà tôi nhận? Vụ án Lan và Điệp. Lan Điệp đâu có mắc mớ gì với tôi. Thằng Điệp với con Lan nó yêu nhau. Dạ. Rồi thằng Điệp có vợ khác. Đúng rồi. Lan buồn bỏ vô chùa tu. Đúng. Bố mẹ con Lan đi thưa, ai làm con gái họ đau khổ. Thằng Điệp. Thằng Điệp đó bạc tình bạc nghĩa. Ông kiếm ông xử tội nó. Theo xử án kinh nghiệm lâu năm của tao, suy nghĩ của tao không phải thằng Điệp là kẻ có tội. Vậy con Lan? Không phải Lan. Vậy ai? Mày. Mày là thợ hớt tóc. Nếu mày không cạo trọc con Lan thì chùa đâu có nhận con Lan. Cái gì kỳ vậy? Tôi là thợ hớt tóc. Ai tới cạo đầu là tôi cạo chứ. Bây giờ ông vô ông cạo đầu, tôi cạo đầu ông như thường à. Tự nhiên là bắt tội tôi. Phải không? Đúng rồi. Tôi không chịu tội này ông ơi.
mày không chịu tội này. Không. Để từ từ tao kiếm tội khác á. Trời đất ơi, tội mà kiếm hả? Tôi cho ông kiếm tôi một tháng luôn, tôi không có tội. Mày có tội. Tôi tội gì? Móc túi. Này nè ông ơi, tôi nói ông nghe nha, ông là người lớn nha. Chủ bà con cô bác người ta đông như thế này, ông nói tôi móc túi, rồi ta nghĩ tôi sao? Bà con đang tố cáo mày móc túi. Tôi móc túi ai? Mày móc túi mày. Đó, 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 đó. Đút cái tay vào. Phi Tăng á, lập biên bản mày bây giờ. Túi này là túi của tôi. Túi mày, mày còn móc thì túi ai mày chừa? Cái gì kỳ cục vậy? Tôi quyền tôi mong có bắt tội tôi á. Túi mày, mày có quyền móc chứ gì? Mà khi thò vô túi móc, móc ra không có tiền rồi bắt đầu cái tay đi làm bậy. Tôi làm gì vậy? Hôm qua đi đâu? Hôm qua tôi làm xong rồi. Đi đâu? Ăn cơm. Mày bố láo hả? Khai không? Cẩu đậu đá. Hôm qua Con đi uống bia ôm. Uống bia ôm rồi đó. Uống bia ôm rồi tiền đâu con trả. Con hớt tóc. Mày đừng bố láo. Mày hớt 10 cái đầu chưa đủ tiền bo nữa con. Sao không biết? Tao vô trong hoài. Tao vô trong... vô nha. Tao vô đó là để thanh tra. Tao đi thanh tra. Nhưng mà con vô đâu con tiếp. Chối vậy? Hôm qua, trưa hôm qua, ai bắt hai con chó của bà Sáu Phèn? Bắt chó để làm gì? Khai! Dạ con bắt. Bắt chó làm gì? Con khổ quá. Ủa khổ đi bắt chó hả? Dạ. Con có nỗi niềm riêng của con, dạ thưa ông. Nỗi niềm gì? Nói ta nghe thử. Dạ thưa ngài. Thế nào? Người đi nửa hồn con chết, phần nửa hồn kia bồng dài khờ. Rồi sao nữa? Được tiền em lấy chồng. Lòng con buồn biết mấy. Được tiền em có chồng, chắc người từ đó ấy lòng con thương tiếc muôn muôn. Ông ạ, chúng mày không tiền ăn chơi làm chi. Trời ạ, bắt chó người ta đi thêm lì lại ông. Để giờ mang tội ăn cắp chó thường, sao mày không bắt mà mày trên chi chó những cái bẹt rê. Trời ơi, đây rõ ràng mày. Ông ơi, ông tôi lại chuyện gì ngài cũng biết, ngài biết hết trơn tâm tư đời con. Hôm qua con ngăn cắp con cày là đem đi bán đi uống bia ôm người ơi. Dạ dạ. Chúng tôi vô danh mình bác con quay dách đi hữu ngộ khắp và chi. Dẫu lý dẫu ngộ dẫu xịn dẫu nhậu dẫu xỉn dẫu quậy. Nói chung tội ăn cắp là tội nặng nề, không thể nào tha thứ được. Cậu đầu đau. Nhỏ nhỏ, đừng có la bị tắc tiếng. Không. Tắc tiếng sửa ăn không được. Quên. Cái gì cũng phải từ từ. Gì đây? Tiền. Hả?
Nhiêu rồi? Dạ. Nhiêu? 1 triệu. 1 triệu? Dạ. Tiền bồi dưỡng. Ta đã có bằng chứng sẵn trong tay. Cậu đầu đau. Khoan! Cậu đầu đau rồi. Không lấy đưa đây. Đưa đây. Lượm lên. Lượm lên. Cái gì vừa phải thôi. Người ta ăn năn hối hận. Tôi đưa tiền bồi dưỡng cũng là không lấy thì tôi trả người ta là bỏ túi rồi xử rồi kêu cậu đồ đau chém đầu người ta hả? Hở ra là chém, hở ra là chém hay sao? Vâng, cho em xin. Xin cái gì? Cái gì nó vừa phải thôi. Bao nhiêu lần năn nỉ không rồi? Ừ. Đúng không? Từ từ. Từ từ cái gì? Từ chứ lý. Chứ lý gì? Ông vừa phải thôi, tôi xin tôi năn nỉ ông ơi. Tôi có lỗi, tôi ăn năn hối hận rồi, thôi tha người ta lần này lần sau tái phạm rồi bắt người ta. Vâng. Chứ vậy như chém hoài. Vâng. Không có phân gì hết á. Vâng, cho em xin. Không có xin. Cậu đâu đâu. Chém. Ủa, đây của tao mà. Ủa, tao đang xử mày, mày thật xử vượt của tao mày. Con quên. À, mày đàn áp người thi hành công vụ hả? Không có. Cậu. Không có, con đâu đáp người thi hành công vụ đâu, con lại ông mà. Trai trẻ như mày đó, đáng lẽ người ta phải xung vào đội dân phòng tuần tra hàng đêm cho khu phố. Dạ. Giữ gìn an ninh trật tự. Dạ. Có đâu mà tụm năm tụm ba ăn nhậu say sưa bê bét đánh lộn đánh lạo. Dạ biết rồi, dạ ông ngài nói con biết lỗi của con rồi. Con xin hứa với ngài, từ nay trở đi con xung vào đội dân phòng tuần tra mỗi đêm giữ gìn an ninh trật tự của phố. Con xin ông mà, con hứa với ông mà. Nói thật không? Dạ thật. Ăn năn không? Ăn lắm rồi, ăn năn. Ăn lắm hả? Dạ. Như vậy là ta mới yên tâm trở lại Hồng Kông. Hồng Kông? Dễ, nổi. Hả? Gì vậy? Sợ gì vậy? Công an. Cái gì? Ông mày sợ công an hả? Không sợ mày. Trời ơi, bữa hôm ta ăn bún đậu bấm tôm đằng kia rồi. Để kiệu giữa đường bị phạt 500 ngàn. Rồi ông có đóng phạt không? Không. Làm lớn mới làm gương dân chúng mới đòi theo được. Làm lớn mà không làm gương thì làm sao dân chúng nói theo được mày? Hay quá, con phục ngay. Bây giờ, trước khi ta trở lại Hồng Kông. Dạ. Ngươi hãy nghe lời ta căn dặn. Dạ. Ngài dặn con điều chi, ngài cứ dặn. Đèn có tấm thân. Dạ. Chàng vui, đừng hút khách ăn chơi, không bạc bài. Lời ngài vừa văn qua, con khắc ghi vào tim, quyết không phụ lòng của bao đại nhân. Chúng tôi xin chào bà con. Một ngày mới đến với bao niềm vui đang chờ. Dù rằng xin tư được yêu và thêm yêu hơn, với làn da trắng hồng trắng xinh, trắng xinh, thêm sức sống cho mình khỏe đẹp. Cùng có niềm tin em thêm yêu đời. Sữa chua thơm ngon, bổ sung thêm hoa lan tre. Thơm ngon tự nhiên là thành Natti. Khỏe đẹp mỗi ngày là thành Natti. Hạt sữa chua Natti bổ sung collagen cho làn da khỏe đẹp. Sử dụng sờ bát a với viêm tai giữa, sử dụng sờ bát a với nấm lưỡi bản đồ nhiệt miệng viêm họng, sử dụng sờ bát a với thủy đậu zona thần kinh chân tay miệng, sử dụng sờ bát a với đau dạ dày virus HP đường ruột đại tràng, sử dụng sờ bát a với mụn nhọt, sử dụng sờ bát a với các ca bỏng. Sờ bát a vì sức khỏe hạnh phúc của nhân loại. Nước xúc miệng sờ bát a 98 Thủy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em ra Hà Nội hôm nào? Dạ em vừa ra lúc sáng hôm nay. Lạnh không? Em cảm thấy chưa đủ lạnh. Thế thì chờ đến Tết nhé. Tết miền Bắc nó lạnh lắm và đôi khi còn có cả mưa phùn nữa. Yeah. Nhưng mà thưa quý vị, nếu không lạnh thì Tết chắc chắn sẽ mất đi ít nhiều ý nghĩa. Bởi vì xét về mặt vật chất thôi. Nếu như mà Tết mà nóng quá thì bánh chưng giò thủ bao nhiêu là nó hư sạch. Còn khi Tết mà lạnh thì là cái lúc mà người ta có
cái nhu cầu được ngồi sát bên nhau để cảm thấy gần gũi hơn, để cảm thấy yêu thương lan tỏa nhanh hơn trên cái mạch máu được đập theo nhịp của mùa xuân tới. Dạ. Có một cái điều khác ở trong miền Nam, đó là mùa Tết sẽ không lạnh như ở ngoài miền Bắc. Nhưng mà em nghĩ rằng dù cho không khí có như thế nào thì cái tình người vẫn là trên hết. Và mùa xuân là lúc mà chúng ta gắn kết với nhau, khi mà gia đình được sum họp sau bao nhiêu tháng ngày làm việc vất vả ở rất là nhiều nơi. Và thưa quý vị, tiếp theo đây thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ thưởng thức ca khúc nó mang nặng cái tình quê hương cũng như tình xuân, cái tình tự của mùa xuân trong mỗi gia đình Việt Nam. Và tiết mục Lý Tình Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Tấn Sang với tiếng hát của ca sĩ Dương Hồng Loan. Mời quý vị cùng thưởng thức. Dòng sông xanh nghiêng nghiêng én đùa trao liền trên đồng xanh, nắng xuân mơ màng cho lúa vàng đơm bông, sớm thôn tưng bừng vui đón mùa xuân sang. Mai vàng từng cánh hoa khoe màu, ngoài hiên qua cúc qua lan gió đùa ngả nghiêng, niềm vui trong mắt bao người, tiếng nói nụ cười náo nức đường quê, đò ngang đưa bước người xa về thăm quê nhà, thăm đất trời giao xuân, đò ngang đưa bước người xa về thăm quê nhà, thăm đất trời giao xuân. Xanh thắm dòng sông xanh nghiêng nghiêng én đùa trao liền trên đồng xanh, nắng xuân mơ màng cho lúa vàng đơm bông, sớm thôn tưng bừng vui đón mùa xuân sang. Mai vàng từng cánh hoa khoe màu, ngoài hiên qua cúc qua lan gió đùa ngả nghiêng, niềm vui trong mắt bao người, tiếng nói nụ cười náo nức đường quê, đò ngang đưa bước người xa về thăm quê nhà, thăm đất trời giao xuân. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng
để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi mặt trần bình yên, anh lính về thăm phố, cô gái vừa tan ca, họ hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có cả những nụ hôn. Khi tạm biệt mùa xuân, anh lính về biên giới, cô gái vào ca ba, họ tạm xa từng ngày qua cùng thiết tha thầm nhớ. Họ vững tin rồi mùa xuân cũng quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy đơn sơ mà thắm nồng, tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng. Tạm biệt rồi vẫn đong những nụ hôn. Quý vị lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Mặt trần bình yên, anh lính về thăm phố, cô gái vừa tan ca, họ hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có cả những nụ hôn. Khi tạm biệt mùa xuân, anh lính về biên giới, cô gái vào ca ba, họ tạm xa từng ngày qua cùng thiết tha thầm nhớ. Họ vững tin rồi mùa xuân cũng quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy đơn sơ mà thắm nồng, tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng. Tạm biệt rồi vẫn đong những nụ hôn. Tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng. Tạm biệt rồi vẫn đông những
Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời ra sân khấu một nam ca sĩ. Anh không chỉ có một tiếng hát, hơn thế nữa, anh còn là một vũ công với những bước nhảy lạ lướt, khoáng đạt và luôn luôn đem lại một bầu khí thật nhiệt huyết, dẫu bài hát có buồn tới đâu. Thưa quý vị, nam ca sĩ Nguyễn Hưng với ca khúc Hãy Cho Tôi. Quý Như và Đức Vĩnh xin gửi tới toàn thể quý vị lời chào trân trọng.
gió đưa trên cành hạt màu mưa xanh, cười trong mắt ai rộn ràng mùa xuân tới. Nước non tháng ngày mầm xanh có cây, trái tim dâng đầy tình yêu. Oh,
Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn yêu mẹ, yêu con đường làng, ngày ngày hai buổi đến trường, thuở con bắt bươm hái hoa, yêu dân tộc Việt Nam nòi giống Lạc Hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở nào hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa câu châu, thương ai xa xứ nhớ nhà, bơ vơ tha phương đất lạ quê người, ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ tuôn trào với nỗi nhớ, yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân cày yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn yêu mẹ, yêu con đường làng, ngày ngày hai buổi đến trường, thuở còn bắt bươm hái hoa, yêu dân tộc Việt Nam nòi giống Lạc Hồng, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở nào hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa câu châu, thương ai xa xứ nhớ nhà, bơ vơ phương đất lạ quê người, ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ tuôn trào với nỗi nhớ, yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân cày yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Chiều ở nơi đây chiều không thấy khói, xuân sang không mai thắm pháo hồng,
sao con vẫn thấy lòng rầy rứt nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngõ sâu, biết chừng quê mẹ ở nơi đâu. Từng chiều xuân đến mây trăm hương, mỗi hương lòng con một nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong. Ngọn đèn chai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm đầy. Con đâu dám hẹn như người hẹn, nên mỗi xuân về mỗi xót xa. Rồi mai cau đổ dây trầu tàn, mẹ rồi như bóng nắng xuân qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp lửa giao thừa. Sáng mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong. Ngọn đèn chai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm đầy. Nên mỗi xuân về mỗi xót xa, rồi mai cau đổ dây trầu tàn. Mẹ rồi như bóng nắng xuân qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp lửa giao thừa. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ. Con mơ một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp lửa giao thừa. Con mơ một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp lửa giao thương. Kính thưa quý vị,
Nếu nhắc đến dòng nhạc bolero Việt Nam mà không nhắc đến tên tuổi của nhạc sĩ Trúc Phương là một thiếu sót lớn. Ông đã mang cho âm nhạc bolero một vẻ lãng mạn bình dị, nhưng những xúc cảm lãng mạn chưa từng là dễ dãi trong mỗi ca khúc ông dâng tặng cho đời. Bây giờ, xin quý vị cùng lắng lòng để bồi hồi trong một chiều năm cũ, để nghe một chuyến tàu đang về ga mang đến cho người tình biên khu, hay mang đi những kỷ niệm của ngày yêu thương. Bài hát này sẽ được gửi tới quý vị qua một tiếng hát lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của Nụ Cười Vàng, và đặc biệt lần đầu tiên góp mặt trong Tết Vạn Lộc năm nay, nam ca sĩ Trọng Hải. Đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn. Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chờ gót bâng khuâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không để người yêu vừa lòng. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, trăng rằm về xa xăm. Trong giây phút này tôi mơ ước sao nắm trọn vào tay nhau. Ngày tháng đợi chờ tôi đến sân ga nơi tiễn người trai lính ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa, trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Vời vợi tôi vẫn tin anh qua bước đường tha hương còn dài. Nở nước đôi vai khi người tìm tương lai đời trai. Nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm một tôi. Và câu chuyện đời e ấp trong tim đêm ước hẹn cho nhau nụ cười. Hình bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn không, giữ trong tim được không những chuyện xưa của lòng. Đêm qua nằm mơ thấy người trai lính chiến xuôi tàu về quê hương. Vui đêm phố phường quên đi phút giây gió lạnh ngoài biên cương. Một đêm mùa hè tôi đến sân ga vui đón người trai lính trở về. Tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa, để đêm nay ngồi đây viết lại tâm tình này. Tàu cũ năm xưa mà
mang về trả cho tôi người xưa để đêm nay ngồi đây viết là ai tâm tình này. Giao diện khác.
dễ thương hơn để nói chuyện với người yêu mới. Vâng ạ. Một bài hát của nhạc sĩ Phạm Hồng Thảo và Phạm Hoàng Dũng, ca khúc với tựa đề Tiểu Thơ Con Gái Nhà Ai. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ạ. Nàng từ đâu đến, nào ai biết được. Hình như cô em từ xa mới đến đây. Mùi hương trinh nữ nhẹ trong gió chiều, quyện vào không gian ngất ngây bao chàng trai. Em là ai? Em là ai? Nàng từ đâu đến mà sáng ngoan hiền, nụ cười ngây thơ vang trong gió đêm. Làn da em trắng, bờ môi em hồng, và đôi mắt em sáng long lanh như vì sao. Em là ai sao đi qua khu phố này, làm bâng khuâng con tim ta em biết không. Em là ai sao lang thang qua chốn này, làm xôn xao cả thành phố em đi qua. Tiểu thư con gái nhà ai sao mà tươi, sao mà vui, sao mà ngoan, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai sao mà tươi, sao mà vui, sao mà ngoan, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai, ai? Khi thấy em là anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em. Đây thân xác này linh hồn anh cho em hết không cần gì đâu. Khi thấy em là anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em. Đây thân xác này linh hồn anh cho em hết không cần gì đâu. Nàng từ đâu đến, nào ai biết được. Hình như cô em từ xa mới đến đây. Mùi hương trinh nữ nhẹ trong gió chiều, quyện vào không gian ngất ngây bao chàng trai. Em là ai? Em là ai? Nàng từ đâu đến mà sáng ngoan hiền, nụ cười ngây thơ vang trong gió đêm. Làn da em trắng, bờ môi em hồng, và đôi mắt em sáng long lanh như vì sao. Em là ai sao đi qua khu phố này, làm bâng khuâng con tim ta em biết không. Em là ai sao lang thang qua chốn này, làm xôn xao cả thành phố em đi qua. Tiểu thư con gái nhà ai sao mà tươi, sao mà vui, sao mà ngoan, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai sao mà tươi, sao mà vui, sao mà ngoan, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai sao mà tươi, sao mà vui, sao mà ngoan, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai sao mà tươi, sao mà vui, sao mà ngoan, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai sao mà tươi, sao mà vui, sao mà ngoan, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai trông thật xinh như nụ hoa, hoa không tàn hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai. Thank you.
trên làn tóc lấp lánh chiều từng tia nắng ngọt ngào bao tin xuân về ngàn hoa xinh tươi đua nở một nơi ong bướm bay lạ lời đàn chim trên cây ríu rít quanh đây mang nguồn vui sớm cùng nhau ta hát thêm bạn ơi cất tiếng ca yêu đời kia may mắn đang mỉm cười cả nhà cái áo yêu thương này là may mắn của ai lên không? Nhà vỗ tay để nó đại cho đi nhá. Trên làng tóc lấp lánh chiều từng tia nắng ngọt ngào bao tin xuân về hoa xinh tươi đua nở một nơi ong bướm bay lạ lời đàn chim trên cây ríu rít quanh đây mang nguồn vui sớm cùng nhau ta hát lên bạn ơi may mắn đang mỉm cười chào năm mới tuyệt vời từ sâu trong trái tim của tôi muốn nói lên đôi lời đang xin chúc cho mọi người một mùa xuân đẹp tươi cùng nhau ta hát lên bạn ơi cất tiếng ca kia may mắn đang mỉm cười chào năm mới tuyệt vời từ sâu trong trái tim của tôi muốn nói lên đôi lời rằng xin chúc cho mọi người một mùa xuân đẹp tươi một mùa xuân đẹp tươi một Việt Nam đẹp tươi Sơn và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin chân thành cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị và các bạn đã luôn luôn dành cho công ty Nụ Cười Vàng cũng như là Tết Vạn Lộc trong suốt gần ấy năm. Và thưa quý vị, đã đến lúc mà chúng tôi dù tiếc nuối đến mấy cũng phải nói lời giã từ, bởi vì ngày Tết, cái hương vị Tết có thể kéo rất dài, nhưng mà đôi khi một đại nhạc hội cũng cần phải có điểm dừng. Kính thưa quý vị, và một lần nữa, đại nhạc hội của chúng tôi Tết Vạn Lộc với chủ đề Tình Xuân như một lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý vị. Xin được trân trọng kính chúc quý vị một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới! Xuân xuân ơi xuân đã về. Có lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ cho chương trình Tết Vạn Lộc của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả, những người có mặt trực tiếp ở đây và những người theo dõi chương trình và phát sóng của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn các nghệ sĩ tham dự chương trình. Nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước cơm hoa yên ấm an vui, bao em thơ khỏe mới tươi cười.
mong ước trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn nệm thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày tết trên khắp quê tôi, người ra Trung ra Bắc Hồ Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết tết đến rồi, tết 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 đến rồi, tết đến trong tim mọi người. Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết đến trong tim mọi người. Xuân đến, xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh én bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những bước mới mang chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước ấm hoa yên ấm an vui, cho em cô khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Tết Vạn Lộc 2024 xin chân thành cảm ơn Thạch Giao Câu Long Hải, cụm công nghiệp 1, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, toàn cầu Luxury 442 Bà Trưng, Hà Nội, phao chỉ PU Singroup, thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định, nước xúc miệng Sờ Mát A, 98 Thị Phương, Từ Liêm, Hà Nội, hệ thống vườn tùng Toàn CP số 2 Võ Chi Công, Hà Nội đã đồng hành cùng chương trình.